Bạn chuẩn bị xem bắt đầu chấn kinh nữ để lão bà, ta vô địch. Tập 301, Người muốn làm cái gì? Sư vương thú hồn nhìn thấy Ninh Thiên trong tay lối kiếp lưu động, không khỏi là hơi thay đổi sắc mặt, trong mắt lóe ra một vệt ngưng trọng. Này nhân tộc vì sao vì là nắm giữ liền hắn đều có chút rung động lôi kiếp, không có gì, chỉ là không có thời gian cùng người lãng phí ở cái gọi là thí luyện bên trên. Ninh Thiên thản nhiên nói, bây giờ cái này sư vương thú hồn cũng không mạnh, lại càng là hồn thể bị lôi kiếp khắc, vậy hắn vì sao còn muốn lãng phí thời gian, ngoan ngoãn để sát tất tiết thu cái gọi là thí luyện. Húng chi, hẳn yêu thú, vốn là có tư cách này. Âm rơi trong nháy mắt, Ninh Thiên vận dụng thiên thần chi lực, nộ lôi ở tại trên tay vận chuyển, nhằm phía sư vương thú hồn. Cái lòng gì thế? Này nhân tộc, vì sao có loại này lôi kiếp? Sư vương thú hồn hoàn toàn biến sắc. Tiểu tử này, không theo phương pháp ra bài á. À? Ở tình huống bình thường không phải là gặp phải truyền thừa, thông qua thí luyện, đối với nó vô cùng cảm kích về sau, ở an toàn nhận lấy cái này truyền thừa à vì sao đến tiểu tử này nơi này một lời không hợp trực tiếp liền đấu võ cái này đạp ngựa ơm um, lúc này ninh thiên thân thể bốn phía bị vô cùng lôi kiếp bao phủ mang theo mãnh liệt khí thế hướng về sư vương thú hồn vọt tới đối mặt loại này lôi kiếp hồn thể vốn là hoảng sợ nó căn bản liền chống đối không chờ chút ở cái kia cùng bạo lôi kiếp khoảng cách sư vương thú hồn cũng chỉ có mấy cm thời điểm sư vương thú hồn rốt cục không nhịn được vội vã là chợt quát một tiếng ta thỏa hiệp không cần thử luyện cho ngươi đến gào đáng tiếc nó còn chưa có nói xong, Ninh Thiên trong tay lôi kiếp lại là rơi xuống người nó. Qua trong giây lát, sự vương thú hồn phát sinh một đạo tiếng kêu thống khổ. Nó cái kia đầy đủ mấy trăm mét hồn thể, trong nháy mắt bị một trận lôi kiếp bao phủ, hồn thể bị lôi kiếp chém chết. Tiếp theo hồn thể càng ngày càng nhỏ, mấy giây về sau cũng chỉ có mấy chục mét lớn. Khạc, thật không tiện, không có phanh lại xe. Ninh Thiên trên thân thể nộ lôi tiêu tan, vội ho một tiếng vừa còn cao cao tại thượng sư vương thú hồn giờ khắc này hồn thể một trận cháy đen nghe được ninh thiên nói về sau hồn thể run lên suýt chút nữa liền tiêu tan cái này đạp ngựa hảo tiểu tử ngươi không có phanh lại xe ta suýt chút nữa liền không khu phụ không sao ta thân thể cường tráng điểm ấy đau không tính là gì sư vương thú hồn vội ho một tiếng tiếp theo nhìn về phía phong diễm sư vương nhàn nhạt, nhạt nói đúng vậy sao ta có một cái rất mạnh chủ nhân giống, giống sát nhất định phải ý giống hai tiếng mê mơ ngươi nói cái gì tiêu tử này có hai cái cửu kiếp đại đế lão bà nghe được phong diễm sư vương trong giọng nói ý tứ sư vương thú hồn cả người giống như là hòa đà giống như vậy sững sờ ở tại chỗ thời khắc này nó rốt cục minh bạch vì sao ninh thi nhìn thấy nó thời điểm một mặt bình thản người đàn ông trước mắt này thế nhưng là có thể cùng hai vị cửu giai đại đế cùng dương cùng gối hà sẽ em ngại nó một người chết đi nhiều năm hồn thế đâu người khiếp sợ sư vương thú hồn khen thường hư không đạo nâng cao một bước từ mấy chục mét mở rộng đến mấy trăm mét mà khi sư vương thú hồn khiếp sợ thời gian hệ thống thanh âm cũng là vào lúc này vang lên nha mấy trăm mét nghe nói lời ấy ninh thiên khóe miệng hắt lên một vệt nụ cười nguyên lai like là cửu kiếp đại đế phu quân thất kính thất kính lúc này sư vương thú hồn đối với ninh thiên thái độ rõ ràng cho thấy tôn kính rất nhiều không còn nhiều lời đem sư vương truyền thừa cho hắn đi ninh thiên lắc đầu một cái nói mê mơ sư vương thú hồn có giáo huấn cũng biến thành thoải mái cật gù tiếp đó gầm nhẹ một tiếng hôn thể bạo phát một trận uy áp cái kia cự đại xương sọ bên trong một đạo hồng mang trong ngáy mắt đem phong diễm sư vương bao phủ giờ khắc này cực giống một cái hồng sát huyết trứng hiện tại chỉ cần chờ đợi sát tất lĩnh ngộ sư vương truyền thừa là được làm xong tất cả sư vương thú hồn đối với ninh thiên nói một tiếng mê mơ ninh thiên gật gù mà lúc này sư vương thú hồn do dự một hồi nhìn về phía ninh thiên nói vị tiểu hữu này ta cái này còn có một vật là ta chủ nhân để lại ngự thú chi đạo ô nhìn ninh thiên đè lên một tia hứng thú sư vương thú hồn móng vuốt chấn động một khối bia đá từ cái kia cự đại bên trong xương sọ hiện ra rơi vào ninh thiên trước người sư vương thú hồn do dự một chút nói bởi thứ này thuộc về ta chủ nhân vì lẽ đó ta không thể bảo đảm sẽ đối với tiểu hữu ngươi đưa đến tác dụng không sao thử xem đã biết ninh thiên lắc đầu một cái tiếp theo đi lên phía trước nhẹ tay tiếp xúc bia đá sư vương thú hồn ánh mắt nhìn đi qua ơm um, đụng vào trong nẻ mắt bia đá bạo phát một trận kim quang tiếp đó liên tục không ngừng ngự thú chi đạo lĩnh ngộ tràn vào ninh thiên trong óc Thấy cảnh này, sư vương thú hồn không khỏi là có chút trợn mắt lên, trong lòng thầm than. Không hồ là có thể điều động ở hai vị cứu kiếp đại đế nam nhân, của nhiên cường hãn, liên chủ nhân lưu lại ngự thú đạo bia đá cũng tán thành hắn. Mà lúc này, ninh thiên trong đầu vang lên thanh âm, đo lường đến ngự thú chi đạo trình độ lính ngộ, đang tại bắt đầu lính ngộ. Vào giờ phút này, Ninh Thiên bị ngự thú đạo bia đá lĩnh ngộ trùng sáng bao phủ, mà phong diễm sư vương cũng là bị sư vương truyền thừa bao phủ, một người một thú đều là ở lính ngộ chính mình cơ duyên. Ngự thú tông, tông môn chuyện tiến hành được làm sao ngựa thú tông tông chủ nhàn nhạt, nhạt nhìn về phía ngựa thú tông tất cả trưởng lão hỏi hồi tông chủ một cái tiểu lão đầu đứng ra đối với kỳ hành thi lễ tiếp theo cung kính nói tông chủ giao cho chúng ta nhiệm vụ đã hoàn thành gần như rất nhanh thiên mà giáo chấp trưởng đông hưng quốc liền sẽ bị chúng ta công hãm ồ thật không nghe nói như thế ngựa thú tông chủ trong mắt lóe ra một vệt tinh quang cười ha ha không tồi không tồi phàm là tham dự việc này người chờ được chuyện đều khen thưởng một con yêu thú cấp 6 yêu thú cấp 6 trong nẻ mắt toàn bộ trong đại điện ngự thú tông trong lòng mọi người chấn động mạnh một cái hưng phấn không thôi yêu thú cấp sáu phóng tầm mắt toàn bộ tông môn đã là đỉnh cao nhất yêu thú báo lúc này một đạo góc cát thanh âm từ ngoài điện truyền đến Ô, oh, lại có tin tức tốt gì truyền đến ngự thú tông chủ khóe miệng hơi cuộn lên nhìn sang chỉ thấy một cái trưởng lão vội vội vàng vàng chạy vào vội vàng nói tông chủ không được chúng ta phải đến đông hưng quốc mấy trăm tên đệ tử toàn không cái gì nghe nói như thế một đám ngự thú tông trưởng lão một mặt khiếp sợ thế nhưng bọn họ đối với trưởng lão này lại là tin tưởng không nghi ngờ bởi vì hắn chính là sinh tử điện trưởng lão trong giữa sinh tử bài một khi có trưởng lão vẫn lạc cái kia sinh tử bài liền sẽ vỡ vụn mê mơ, có ý gì ngựa thú tông chủ sắc mặt lập tức liền trầm xuống trong mắt lóe ra một vệt sát ý tôi sinh tử bài bên trên truyền đến cuối cùng hình ảnh bọn họ bọn họ dường như là bị một người tên là ninh xuất bì thiên ma giáo đệ tử cho giết sinh tử điện trưởng lão lo lắng nói thiên ma giáo ninh xuất bỉ nghe nói lời ấy mọi người xung quanh sững sờ một hồi ninh xuất bỉ danh tự này vì sao như thế quen tai ngự thú tông chủ nhíu mày lên đột nhiên hắn nghĩ đến cái gì ninh xuất bỉ không phải là truyền kỳ tổ sư à bạn chuẩn bị xem bắt đầu chấn kinh nữ để lão bà ta vô địch tập 302, truyền kỳ tổ sư lời này vừa nói ra bên trong đại điện ngự thú tông một đám trưởng lão sợ đến thân thể run lên không ít trưởng lão lại càng là lập tức liền có quốc cũng trên mặt đất Thiên ma giáo truyền kỳ tổ sư đây chính là cửu kiếp đại đế, có thể ngang hàng chính thiên đại đế tồn tại a. À? Thật vô sỉ, chúng ta vẻn vẹn chỉ là phái một ít thiên tôn cảnh quấy dây mà thôi, không cần thiết vận dụng cửu kiếp đại đế đi. Cái này thời điểm, điện bên trong một đám trưởng lão đều là phản ứng lại, sợ sệt đồng thời cũng là mắng to thiên ma giáo vô sỉ. Tông chủ, làm sao bây giờ? Có muốn hay không hướng về chính thiên đại đế cầu cứu? Không phải vậy, nếu là này thiên ma giáo phát điên, muốn đối với chúng ta tổng bộ ra tay, vậy phải làm thế nào cho phải à? một đám trưởng lão lo lắng đề phòng nhìn về phía ngự thú tông tông chủ ngư khí có chút sốt ruột hỏi phía trên cung điện ngự thú tông tông chủ sắc mặt có chút khó coi cùng cực hắn trầm mặc một hồi cắn răng từng tầng gật gù đại trưởng lão ngươi lập tức lên đường hướng về chính thiên đại đế cầu viện cái này thời điểm coi như là hắn cũng không nghĩ tới quá thiên ma giàu đúng là sẽ vận dụng cửu kiếp đại để đến trấn áp thô bạo bởi vì loại này tính thăm dò quấy dây ở cả đại thế lực mà nói đều là cực kỳ bình thường dưới tình huống bình thường đều là người tao ta một hồi ta phản đánh ngươi một làn sóng lẫn nhau thăm dò lẫn nhau ác tâm một phen cũng là điểm đến là dừng thế nhưng hiện tại nhưng khác đối phương không nói đạo lý trực tiếp vận dụng cửu kiếp đại đế vâng bên trong đại điện ngựa thú tông lớn trưởng lão sắc mặt ngưng trọng gật gù định lên đường có thể nhưng vào lúc này ngựa thú tông đại điện ra một đạo giống như tiếng sấm bạo tiếng quát vang vọng ở toàn bộ ngựa thú tông trên khoảng không ngựa thú tông đám rác rười, đi ra nhận lấy cái chết thanh âm như sấm bên tai, chấn động đến mức điện bên trong không ít trưởng lão đều là màng tai tê dại. Khi thế kia, là thần đế cảnh cường giả, ngự thú tông chủ trong mắt lấy ra một vệt ngưng trọng, chậm rãi từ đại điện cao tọa trên đứng dậy, trầm giọng đối với một đám ngự thú tông trưởng lão nói: "Đi, theo ta ra ngoài, minh địch." "Vâng." Một đám trưởng lão đều là biểu hiện ngưng trọng rất nhanh cả đám tự đại điện bên trong đi ra lập tức chính là nhìn thấy mấy con dữ tợn hắc sắc giao long trên bầu trời xoay quanh đây là thiên ma giáo hắc long kỵ có trưởng lão một chút liền nhận ra này yêu thú lai lịch Hắc Long cưới lên, mái đầu bạc trắng thái thượng trưởng lão ánh mắt lạnh lùng nhìn phía dưới ngự thú tông cả đám, phía sau mấy trăm vị trưởng lão, đều là hư không mà đạp, hóa thành một đạo khí thế khủng bố, bao phủ toàn bộ ngự thú tông, thiên ma giáo. Nhìn thấy trên bầu trời trận chiến, ngự thú tông chủ cùng một đám trưởng lão đều là đồng tử có rụt lại. Mai đến tận cái này thời điểm, bọn họ mới minh bạch thiên ma giáo dạ tâm. Bọn họ không chỉ là phải giải quyết ngự thú tông dẫn lên rối loạn, lại càng là phải giải quyết toàn bộ ngự thủ tông ha <laughs> ha cười lạnh một tiếng vang lên ngự thú tông chủ ngẩng đầu lên nhàn nhạt, nhạt nhìn thiên ma giáo tất cả trưởng lão làm sao thiên ma giáo thật cho là liền mấy người như vậy cũng muốn diệt ta ngự thú tông nói xong từ lâu là phòng bị mấy vạn ngự thú tông đệ tử đều là tập kết ở cùng một nơi đơn giản là một bầy kiến hôi mà thôi thái thượng trưởng lão một mặt xem thường tầng thứ này chiến đấu những này đệ tử cấp thấp dám nhúng tay cái kia cũng chỉ có một chữ chết Thiên tông cửa trong lúc đó nếu là bạo phát chính thức chiến đấu, một ít thực lực nhỏ yếu đệ tử, đơn giản chính là một ít pháo hôi mà thôi. Chính thức có thể quyết định tông môn sinh tử tồn vong là trí cường giả. Thật sao? Ngựa thú tông chủ đáp lại cười gần về chi? Chúng ta ngựa thú tông đệ tử có thể không chỉ là dựa vào tự thân thực lực, mà là yêu thú. Âm, um, âm rơi trong nhảy mắt, trên mặt đất vô số ngự thú tông đệ tử tay cầm ngự thú chi khí bắt đầu vận dụng ngự thú chi âm từng trận thanh nhạc vang lên nhưng mà thái thượng trưởng lão loại người nhưng như là lo trước khỏi họ giống như vậy nhàn nhạt, nhạt nhìn âm um, dâm dâm. tiếp đó mặt đất rung động từng đạo yêu thú tiếng gầm giận dữ vang lên không dứt bên tai trong mắt bất quá trong nhảy mắt mấy trăm con yêu thú xuất hiện ở trước mắt mọi người có những này yêu thú ngự thú tông trong lòng mọi người sức lực đại thịnh đối với bọn họ mà nói có yêu thú nơi tay thì tương đương với có một cái lợi khí Thái thượng trưởng lão, bây giờ chúng ta có yêu thú nơi tay, ngươi lấy cái gì cùng chúng ta đấu? diễn ngựa thú tông, đơn giản chỉ là chuyện cười, không có cửu kiết đại đế, các ngươi cái gì cũng không phải. Ngựa thú tông chủ cười lạnh một tiếng, đòn lấy, một đám ngựa thú tông đệ tử đều là vận dụng ngựa thú chi đạo, sở hữu bị khống chế yêu thú đều là dục già dục dịch, từng trận khủng bố linh khí từ hắn thân trên phát ra. Thật sao? Thái thượng trưởng lão chỉ là cười cười, tiếp theo hắn chậm rãi lấy ra một cái mặt nạ, mang lên mặt phía sau tất cả trưởng lão cũng là làm ra cử động này. Mê mơ, thấy cảnh này, ngựa thú tông chủ loại người khẽ nhíu mày. Có thể còn không chờ bọn họ làm sao suy nghĩ, thái thượng trưởng lão loại người trong tay hiện lên một cái trong suốt bình ngọc, dung lực nhấn một cái, trong nháy mắt thân bình phá toái. Đây là, nát chén làm hiệu, Ngựa thú tông chủ sắc mặt thay đổi, lập tức hét lớn một tiếng. Cũng chú ý một ít, cẩn thận mai phục, cái này vô cùng có khả năng là thiên ma giáo một loại tối lệ. Đúng, mệnh lệnh các đệ tử, ăn giải độc lan dược, cẩn thận hạ độc, Lúc này, hắn lại là nghĩ đến cái gì? Nghe nói lời ấy, ngự thú tông một đám trưởng lão đều là vẻ mặt ngưng trọng, vội vã nghe theo. Mấy vạn người đều là lấy ra giải độc đan dược để vào trong miệng sự phòng độc khí. Nhưng mà quá một hồi, cũng không có mọi người trong dự liệu tình huống. Thật giống như bỗng dưng nát bình ngọc mà thôi. Bất quá, trong không khí, tựa hồ có một tiêu mùi thối. Ngươi tại cho chúng ta à? Cảm nhận được tất cả không khác. Ngựa thú tông chủ sắc mặt lập tức trầm xuống, mắt lại nhìn về phía thái thượng trưởng lão, tiếp theo vung tay lên, ra lệnh sở hữu ngự thú tông đệ tử nghe lệnh bày trận giết địch vâng một đám đệ tử gật cù thân thể mãnh liệt nhất động tinh vận dụng ngự thú chi âm lúc đột nhiên từng cái từng cái sắc mặt tái nhợt lập tức ngã trên mặt đất diên thống khổ ầm rầm um. dầm dầm ngự thủ tông một đám yêu thú cũng là vào lúc này từng tầng ngã trên mặt đất từng cái từng cái miệng sùi bọt mép dãy ruộ một phen về sau đúng là đi đời nhà ma thấy cảnh này ngự thú tông chủ cùng một đám trưởng lão không khỏi là hoàn toàn biến sắc sững sờ ở tại chỗ cái này tình huống thế nào hạ độc thiên ma giáo của nhiên bỉ ổi lại lèn lút hạ độc nhìn thấy mấy vạn đệ tử sắc mặt tái nhợt ngã xuống đất mấy trăm con yêu thú miệng sùi bọt mép ngã xuống đất bỏ mình ngựa thủ tông chủ con mắt lập tức liên hồng phẫn nộ cùng cực cũng không phải cũng không phải thái thượng trưởng lão lắc đầu một cái đang hoàng trịnh trọng nói vậy làm sao có thể là độc đâu húng chi các ngươi không phải là ăn giải độc đan dược à vậy vẻn vẹn chỉ là một cái kẻ dám mà thôi một cái dám nghe được thái thượng trưởng lão ngựa thủ tông chủ sững sờ một hồi trong nháy mắt thẹn quá thành giận người đánh giám một cái dám có thể độc chết ta mấy trăm con yêu thú, làm cho ta mấy vạn đệ tử đánh mất chiến đấu năng lực. Bạn chuẩn bị xem bắt đầu chấn kinh nữ để lão bà, ta vô địch. Tập 303, cái này cái dám, cũng không phải là tâm thường chi cái dám, há lại các ngươi có thể hiểu. Thái thượng trưởng lão cười hít mắt nói, trong giọng nói tràn ngập đắc ý. Trong lòng lại càng là cảm thán một tiếng, không hổ là tổ sư, trước khi lên đường mạnh mẽ để sát tất ăn mấy trăm cây linh dược, để cho phóng thích hạo nhiên trình khí cái giám, chứa ở trong bình ngọc bảo tồn, thời gian tất yếu, sử dụng, hay là sẽ đưa đến không tưởng tượng nổi hiệu quả hiện tại nhìn một lát quả nhiên đưa đến tác dụng mười mấy bình ngọc phá toái hạo nhiên chính khí truyền khắp bốn phía lại trực tiếp một cái dám đánh chết mấy trăm con yêu thú càng làm cho mấy vạn đệ tử triệt để đánh mất lực chiến đấu không nghĩ tới sát tất cái dám lại đối với yêu thú còn có kỳ diệu cha cha thái thượng trưởng lão không nhịn được lắc đầu một cái thâm than một tiếng nghe được thái thượng trưởng lão một đám ngự thú tông trưởng lão sững sờ tại chỗ đầy mặt không thể tin tưởng cái dám quả nhiên là cái dám cái lòng gì thế chẳng trách lão phu vừa nghe thấy được một tia mùi thối may mà lão phu thực lực mạnh mẽ không phải vậy liền muốn ngã vào cái này cái dám nhưng mà trưởng lão này còn chưa có nói xong trước mắt tối sầm lại lòng bàn chân mềm nhún ngã trên mặt đất lưu trưởng lão thấy cảnh này một đám trưởng lão sắc mặt đại biến vội vã là vận chuyển linh khí chống đỡ thần bí này độc cái dám làm bình ngọc phả toái trong nháy mắt bọn họ liền ăn giải độc đan dược dự phòng độc khí thế nhưng người nào đạp ngựa có thể nghĩ đến đối phương trong bình ngọc không phải là độc khí mà là cái giám càng điều kỳ quái lạ một cái giám có thể thú chết mấy trăm con yêu thú để mấy vạn đệ tử đánh mất chiến lực. đáng ghét được lắm thiên ma giáo được lắm cái giám ngựa thú tông chủ liên tục cười lạnh mắt bên trong tức giận không ngớt hắn sinh hoạt mấy ngàn năm còn là lần đầu tiên nghe được cái giám cũng có lực sát thương thiên ma giáo là các người buộc ta ngựa thú tông chủ sắc mặt triệt để âm trầm lại hai tay chấn động thần đế oai tự thân trên tản ra tiếp theo ngựa thủ tông trong núi sâu ba đạo huyết khí bạo phát đi ra giống tiếng giống giận dữ tùy theo vang lên chỉ thấy ba con đầy đủ trăm mét lớn nhỏ huyết sắc yêu thú từ thâm sơn bên trong hiện lên đây là yêu thú các bài không không đúng cái này xa muốn so với tầm thường yêu thú cấp bài cường đại rất nhiều nhìn thấy cách đó không xa cái kia ba con trăm mét to lớn yêu thú thái thượng trưởng lão mắt bên trong hiện lên một vệt ngưng trọng hừ đây chính là ta ngự thú tông dùng bí thuật điện chế mà thành yêu thú ngự thú tông chủ cười lạnh một tiếng hắn chậm rãi bay lên trời chợt quát một tiếng ngự thú tông tất cả trưởng lão theo ta huyết chiến vâng phía sau một đám trưởng lão cũng là đạp khoảng không mà đi ba con huyết sắc cự thú đã là từ rừng sâu bên trong mà tới nghênh chiến Thái thượng trưởng lão nhàn nhạt, nhạt nói một tiếng, phía sau một đám trưởng lão đã bất cứ lúc nào chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Một hồi đại chiến, sắp động một cái liền bùng nổ, vạn thú cốc, sư vương động huyệt, hô, ninh thiên khẽ nhả một ngụm trọc khí, kết thúc lĩnh ngộ trạng thái. Ngựa thú trình độ lĩnh ngộ thành công, trước mặt, ngựa thú chi đạo, đã bước vào lô hỏa thuần thanh, không sai, cảm nhận được ngựa thú chi đạo đề bạt. Ninh Thiên khuấy miệng hơi hắt lên, lộ ra một vệt thỏa mãn nụ cười. Có lần này đề bạt, hắn hiện tại rốt cuộc có thể một lần nắm giữ mấy trăm con yêu thú, không đơn thuần là ngự thú tri âm khống chế, lại càng là có thể đem những này yêu thú thu phục. Kết thúc, một bên, sự vương thú hồn âm thanh vang lên, mê mơ, Ninh Thiên khẽ gật đầu, mặc dù biết không nên hỏi, thế nhưng ta vẫn là không nhịn được hiếu kỳ, tiểu hữu người lính ngộ được cảnh giới cơ nào? Không nhiều, Ninh Thiên lắc đầu một cái nói, chỉ là lĩnh ngộ một phần ba mà thôi, mới một phần ba. Nghe nói lời ấy, sư vương thú hồn sững sờ một hồi, không khỏi là có chút thất vọng. Ninh Thiên Thân là nữ đế phu quân, ở nó trong lòng dự đoán, ít nhất cũng nên lĩnh ngộ nên lĩnh ngộ cái 3 phần chi 2 đi. Thế nhưng là, 1 phần 3 không khỏi quá ít đi. Mà lúc này, Ninh Thiên lại dương dương thanh âm. Chủ yếu là, cái kia lĩnh ngộ bên trong, hơn một nửa ta đều không lọt mắt. Liền cái kia 1 phần 3 có thể hơi hơi có thể vào mắt của ta. Nghe nói như thế, sư vương thú hồn sửng sốt rất lâu. Ở nó trong ấn tượng, chủ nhân của mình dù gì cũng là đã từng danh chấn nhất vực ngự thú đại đế đi. Vì sao? Tại đây nhân tộc trong miệng như vậy không thể ta Tính toán, không có tức hay không lão bà hắn là đại đế hơn nữa còn là hai vị hô sư vương thú hồn hít sâu một hơi vì là nó cái này một điểm cuối cùng hải cốt có thể có cái chỗ an thân nó muốn tâm bình khí hoa xác ta còn không có tốt à ninh thiên nói sang chuyện khác ánh mắt nhìn về phía bên cạnh một cái kia cự đại huyết trứng đây còn phải xem nó tự thân sư vương thú hồn trầm mặc một hồi lắc đầu một cái nghe vậy ninh thiên gật gù một người một hồn ánh mắt đều là rơi vào bao phủ phong diễn sư vương huyết trứng bên trên quá hồi lâu cát lâu một đạo trứng nát tiếng vang lên chỉ thấy cái kia huyết trứng không ngừng phá toái một đạo huyết khí mê man khí tức không ngừng tái hiện ra chỉ thấy phong diễm sư vương từ huyết trứng bên trong phá xuất thân thể hắn từ nguyên lai mười mấy mét lớn nhỏ lập tức liền biến thành ba mươi mấy mét bộ phận bộ lông màu vàng ngóng ẩn ước mang theo một tia đỏ thẫm vẻ đề bà thật nhanh thấy cảnh này sư vương thú hồn mắt bên trong không khỏi là né qua một vệt kinh ngạc không nghĩ tới lần thứ nhất giác tỉnh thì có một tia giác tỉnh lực lượng cảm nhận được phong diễm sư vương trở nên cường đại rất nhiều ninh thiên hết sức hài lòng cọt kẹt cọt kẹt nhưng vào lúc này đột nhiên chuyển đến một đạo dị hưởng mê mơ một người một hồn sững sờ hướng về thanh âm chuyển đến địa phương nhìn lại chỉ thấy phong diễm sư vương chính lay trên mặt đất vỏ trứng lớn lên hồ bốn miệng lớn một trận mãnh liệt ăn thấy cảnh này ninh thiên cùng sư vương thú hồn trên đầu chậm rãi bốc lên ba cái dấu chấm hỏi sát tất ngươi làm gì thế đâu ninh thiên cao mày nhìn về phía phong diễm sư vương giống 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 phong diễm sư vương vừa ăn một bên giống hai tiếng nghe được hắn trong giọng nói ý tứ về sau ninh thiên cùng sư vương thú hồn sững sờ ở tại chỗ sắp phải nói vỏ trứng này giòn cũng không có thiếu nó tinh thuần năng lượng không thể lãng phí sư vương nếu là sát tất hoàn toàn giác tỉnh cái kia nó nơi này có thể hay không cũng thấy tình một hối ninh thiên vừa nói một bên chỉ chỉ chính mình đầu óc chuyện này sư vương thú hồn sững sờ một hồi vội ho một tiếng em sợ có chút khó nói chung chờ sát tân lòng tóc lột xác thành đỏ thẫm vẻ xương cốt cũng thành từ đỏ thẫm cái kia nó tương nghênh đến chính thức giác tỉnh trở thành một tôn cả thế gian đều khủng thú vương tiêu hữu ta cái này hồn thể năng lượng cũng không nhiều cáo từ mê mơ ninh thiên khẽ gật đầu sư vương thú hồn bàn giao giác tỉnh sự tình về sau cái kia hồn thể chính là chậm rãi tiêu tan cho phong diễm sư vương đem cái kia vào trứng ăn xong toàn bộ huyết sắc không gian truyền đến một trận không gian ba động rất nhanh liền đem một người một thú cho đưa ra nhìn mặt đất sư vương huyết cốt Ninh Thiên do dự sau đó, đem nhặt lên. Bạn chuẩn bị xem bắt đầu chấn kinh nữ để lão bà, ta vô địch. Tập 304, thứ này, ngược lại là có thể để cho sát tất mang theo. Ninh Thiên lầm bầm một tiếng, nhìn trên tay sư vương huyết cốt, trực tiếp vận dụng thiên phủ kỹ năng điều luyện sắc xảo, đem cái này sư vương huyết cốt làm thành một cái linh khí mặt dây chuyền, rát ở phong diễm sư vương trên cổ. Sát tất trong này ngậm lấy nhất định sư vương tinh huyết lúc cần thiết có thể thông qua máu này xương mặt dây chuyền đề bạt thực lực ngươi ninh thiên nhìn phong diễm sư vương nói một tiếng giống giống nghe nói như thế phong diễm sư vương cái kia đại đại thú mắt nhất thời sáng ngồi đem cái kia huyết cốt mặt dây truyền dường như bảo bối đồng dạng giấu ở trước người lông tơ bên trong gần như có thể ly khai bất quá trước khi rời đi ngược lại là có thể mang chung quanh đây chăm còn yêu thú cho thu ninh thiên nói một tiếng tiếp theo để phong diễm sư vương vận dụng bách thú chi vương nộ hống một cổ họng giống thanh âm đình tài nước gốc rất nhanh xung quanh sơn mạch bên trong truyền đến từng trận yêu thú gào thét tiếng toàn bộ lớn đất phẳng phát đều tại không ngừng rung động không ít quái vật khổng lồ xuất hiện ở vạn thú cốc nhìn thấy này một đám yêu thú ninh thiên cũng không tại do dự lúc còn sống hiện lên tuyệt tiên cổ tranh vận dụng ngự thú tri âm đem sở hữu yêu thú đều là cho khống chế lấy ra ngự thú hồ lô đem cái này mấy trăm con yêu thú toàn bộ nhét vào trong đó đi thôi làm xong tất cả ninh thiên sai người mang theo phong diễm sư vương rời đi sơn hải thành giờ khắc này toàn bộ trong thành trấn phế tích đã bị dọn dẹp sạch sẽ Là lãnh lãnh chờ thiên ma giáo đệ tử đang giúp mọi nơi lý người bị thương quá một hồi toàn bộ sơn hải thành trừ có chút rách nát một mảnh sụp đổ ra cơ bản khôi phục trước dáng dấp hô cuối cùng là kết thúc nếu không có ninh xuất bị sư huynh đến em sợ hậu của khó mà lường được một đám thiên ma giáo đệ tử nhóm đều là thở một hơi mê mơ lan lãnh lãnh gật gù lan sư tỷ sư huynh đi vạn thú cốc lầu như vậy nên sẽ không xảy ra chuyện gì chứ chúng ta nơi này sự tình cũng vội vàng xong nếu không chúng ta đi qua hỗ trợ một cái thiên ma giáo đệ tử sắc mặt lo lắng mở miệng hỏi đúng vậy à sư tỷ phía sau một đám đệ tử cũng là phụ họa nói không cần lan lãnh lãnh lắc đầu một cái nhàn nhạt, nhạt nói sự tình như thế hoàn toàn không tới phiên chúng ta đi nhúng tay mọi người tại đây chỉ có nàng biết được ninh xuất bị thân phận thật đây chính là các nàng thiên ma giáo truyền kỳ tổ sư làm sao có khả năng sẽ xảy ra chuyện nghe vậy thiên ma giáo một đám đệ tử chỉ được là gật gù đang lúc này phía trên trời cao một đạo quái vật khổng lồ mãnh liệt rơi xuống sơn hải thành bên trong mọi người cả kinh đều là cảnh giác nhìn sang chẳng lẽ ngựa thú tông đám người kia lại giết trở về mọi người cảnh giác nhìn lại lại là phát hiện cái này không phải là trước cái kia một con nói ăn sống cá nhân ta rất xin lỗi sư tử à kỳ quái vì sao tổ sư yêu thú trong chớp mắt lớn lên thậm chí ngay cả bên ngoài đều có một tia biến hóa nhìn thấy phong diễm sư vương biến hóa lan lãnh lạnh không khỏi là trong mắt lấy ra một việc kinh ngạc hơi che lên môi đỏ sư huynh nhìn thấy từ phong diễm sư vương trên nhảy xuống ninh thiên thiên ma giáo chúng đệ tử trong mắt lóe ra một vệt sắc mặt vui mừng từng cái từng cái đều là bốn phía sư huynh vạn thú cốc ngựa thủ tông chi người đã bị toàn bộ giải quyết à một đám đệ tử không nhịn được hỏi mê mơ ninh thiên khẽ gật đầu sau đó lại là nhìn về phía la lãnh lãnh Lan sứ muội, các người cũng bị thương, liền mang theo các đệ tử, trước đem Sơn Hải Thành Bách Tính mang về Vương Thành, sau đó các ngươi trở về Thiên Ma Giáo đi. Nghe vậy, Lan lãnh lại nghe lời một chút gật đầu, bọn họ cái này một nhóm đệ tử, nhiệm vụ cũng là hoàn thành, cũng nên về tông môn tốt tốt tính dưỡng một hồi. Vậy sư huynh người đây? Lan lãnh lãnh lại là hỏi, ta, Ninh Thiên cười nhạt một tiếng, tự nhiên là muốn đi nên đi địa phương, hắn nhìn hướng về một chỗ, cái hướng kia là ngự thú tông vị trí bây giờ thái thượng trưởng lão bọn họ phải cúng ngựa thú tông dương khai chiến đấu cái này thời điểm vừa vạn đi qua triệt để đem ngựa thú tông cho đánh tan ngựa thú tông chiến đấu không ngừng kéo dài từ phía trên trời cao đánh tới mặt đất không ít kiến trúc cũng bị đánh sụp mặt đất đều là bị đánh ra từng đạo mấy trăm mét vết nứt âm um, âm um, âm um, linh khí không ngừng bộc phát ra hai đạo thần đế cảnh khí tức từng tầng đụng vào cùng một nơi tiếp theo từng người lui về phía sau mấy chục mét khoảng cách thái thượng trưởng lão người lão không còn dùng được hay là hồi thiên ma giáo bảo dưỡng tuổi thọ đi Ngựa thú tông chủ trà trà khóe miệng máu tươi, nhìn thái thượng trưởng lão cười lạnh một tiếng. Ai? Người trẻ tuổi, bắt nạt ta một người già. Thái thượng trưởng lão ổn định thân hình, thở dài, tiếp theo một mặt bắt đắc dĩ từ tăng nạp dưới bên trong móc ra một cái một cây linh dược, thành thơi thành thơi nuốt xuống. Ơm, um, trong nẻ mắt, trong thân thể hắn linh khí trong nẻ mắt khôi phục, khi thế mãnh như hổ. Ui, quá đáng á, số lão đầu, người đạp ngựa lại ăn linh dược. Thấy cảnh này, ngựa thú tông chủ trong mắt lóe ra một vệt thẹn quá thành giận. Lão già đáng chết này, đạp ngựa cùng hắn chiến đấu mấy trăm hiệp hướng về trong miệng nhét linh dược liền không dưới mấy chục cây mấu chốt nhất là mỗi một lần ăn xong lập tức linh khí dồi dào chiến lực tăng mạnh xưa nay chưa từng thấy loại này công hiệu cực nhanh tác dụng to lớn như thế linh dược tuy nhiên hắn cũng có đan dược nhưng là cùng thái thượng trưởng lão trong tay linh dược so với hoàn toàn chính là thứ cặn bá cặn bá a ai người già cũng chỉ có thể ha ha linh dược bồi bổ thân thể rồi thái thượng trưởng lão thở dài một mặt bất đắc dĩ giáng dấp kẹt, ngựa thú tông chủ khí nghiến răng nghiến lợi, một đám ngựa thú tông các trưởng lão đều là cắn răng, cắt gao trừng mắt trước người những này thiên ma giáo trưởng lão. Cái này đánh len sợi á, đánh đánh, đối phương liền móc ra một cây linh dược nhét vào trong miệng, trong né mắt đầy máu. Tự mang vú em, kha kha, thái thượng trưởng lão cười hắc hắc, có tổ sư gieo súng linh dược, nữ đế đại nhân không cần tiếp tục phải lo lắng bọn họ linh khí thiếu hụt, tốc chiến tốc thắng, không nên cùng những này bật hắc bỏ đi hao tổn chuyến. Cái này thời điểm, ngựa thú tông tông chủ chợt quát một tiếng, hắn đã là xe minh bạch, muốn đạt được thắng lợi, liền không thể để cái đám này lão gia hỏa có an linh dược thời cơ. Vâng, một đám ngựa thú tông trưởng lão cao quát một tiếng, từng cái từng cái cắn răng, mắt bên trong lấp lóe hung chỉ nhìn thiên ma giáo tất cả trưởng lão. Giống, mà đúng lúc này, ngựa thú tông sơn môn ra, lại là vang lên một đạo yêu thú tiếng hét giận dữ. Tiếp theo đại địa chấn chuyển, mấy trăm con yêu thú từ sơn môn ở ngoài các nơi kéo tới. Yêu thú Thái thượng trưởng lão hơi nhướng mày, cái này thời điểm xuất hiện yêu thú, có thể cực kỳ không ổn à. Ha <laughs> ha cáp, trời cũng giúp ta. Ngự thú tông chủ trong mắt lóe ra một vệt tinh quang, thời gian này có yêu thú, vậy bọn họ ngự thú tông chiến lực, liền đem đề bạt mấy lần. Ngay tại hắn chuẩn bị bắt đầu dùng ngự thú chi âm, đem cái này mấy trăm con yêu thú thu phục thời gian, lại là khiết sợ nhìn thấy chúng nó đều là dừng lại, từng cái từng cái giống như là ngánh tiếc chúng nó vương giống như. Vậy, nhìn về phía một chỗ, bạn chuẩn bị xem bắt đầu chấn kinh nữ để lão bà, ta vô địch. Tập 305, giống, nên giận dữ, giống như thú vương tri Minh. Ngựa thú Tông Sơn môn già, mấy trăm con yêu thú, đều là từng cái từng cái rừng thân hình, trong ánh mắt lấp lề nóng rực tinh quang, nghỉ chân nhìn về phía cái kia âm thanh vang lên chi, chúng nó trong miệng, tương tự là phát sinh. Từng đạo tiếng gầm nhẹ, giống, giống giống, yêu thú nộ hồng tiếng, không ngừng vang lên, từng cái từng cái ánh mắt hứa một chỗ. Thời khắc này, yêu thú phía sau, giống như có một tôn thú vương giống như tồn tại một dạng. Đây là phía trên trời cao tất cả mọi người đều là bị tình cảnh này cho làm kinh sợ không hẹn mà cùng dừng thân hình ánh mắt nhìn về phía yêu thú kia một chỗ tất cả mọi người đều là hơi kinh ngạc thanh âm này chẳng lẽ là thống ngựa cái này trăm con yêu thú thủ vương ngựa thú tông chủ trong mắt lấy ra một vệt tinh quang tiếp theo vẻ tham lam lập tức nổi lên mắt bên trong nếu như có thể đem cái này một tôn yêu thú ngựa thú vậy này trăm con yêu thú chẳng phải là điều trưởng tay hắn đôi kia hiện tại tình hình trận chiến đem đưa đến tuyệt đối thay đổi thời khắc này hắn động tâm Thân thể hắn mãnh liệt lập tức cùng Thái thượng trưởng lão ra ra mấy trăm xa báo quát, ngựa thú chúng lão phân tán ra, chuẩn bị vận dụng ngựa thú chi âm, thu phục yêu thú, nắm giữ chiến cục. Vâng, cùng lúc đó, ngựa thú tông một đám trưởng lão cũng là bắn mạnh, dồn dập ra ra một cái khoảng cách an toàn. Không được, ngăn cản bọn họ, Thái thượng trưởng lão sắc mặt thay đổi, lão trong mắt tràn đầy ngưng trọng hắn cũng không nghĩ đến, lại đột nhiên xuất hiện một làn sóng yêu thú, cái này nếu để cho ngự thú tông chúng lão ngự thú thành công, cái kia đem đối với cục diện chiến đấu đem đưa đến mang tính then chốt tác dụng, tất cả tính, kế đều muốn phí công. Vâng, thiên ma giáo chúng lão vận chuyển linh khí, mãnh liệt trùng mà đi. Thế nhưng là, vọt tới một nửa, cái kia một đám ngự thú tông lão đầu tử đã là lấy ra ngự thú chi khí, đặt ở bên mép. Ừm, um, một sát na, ngự thú chi âm mãnh liệt mà vang lên lên. Ha ha, thái thượng trưởng lão, ngươi định không bằng trời đỉnh a? À? sẽ tính ngươi cơ quan tính toán tường tận, đen ta ngự thú tông yêu thú toàn bộ độc chết, thế nhưng cũng không nghĩ đến, lại đột nhiên có một đám mạnh như thế yêu thú xuất hiện đi. Ha ha cáp, ngựa thú chi âm vang lên trong ngày mắt, ngựa thú tông chủ khắp khuôn mặt là vẻ đắc ý, hắn không nhịn được cưới cười ha ha, phảng phất tất cả cũng bị nắm giữ trong tay, đại cục đã định, nghe nói ngựa thú chi âm vang lên trong ngày mắt, thái thượng trưởng lão hoàn toàn biến sắc. Ừm, um ngựa thú chi âm hóa thành từng trận âm ba, không ngừng hướng về cái kia một đám yêu thú mãnh liệt tấn công tới. Thời khắc này, ngựa thú chúng lão khuấy miệng cùng hất, không nhịn được cười lớn không chỉ. Công, tranh tranh. ngay tại ngựa thú chúng lão cười lớn, thái thượng trưởng lão sắc mặt đặc biệt khó coi thời điểm, một đạo tuyệt tiên chi nhạc lần thứ hai lúc ầm ầm mà sinh. ầm, um, dâm dâm, trong nháy mắt cái kia từng trận không ngừng kéo tới âm ba tại đây tuyệt tiên chi nhạc chạm vào trong nháy mắt thổ vỡ ngói vụn từng trận dư âm trong nháy mắt đàn hồi ở ngự thủ chúng lão thân bên trên bọn họ sắc mặt trong nháy mắt trắng bạch một cái lão huyết tử trong miệng phun ra a à, phốc đến thời khắc này trong mắt bọn họ né qua một vệt sâu sắc khiếp sợ thật mạnh nhạc đạo công kích cái này nhạc đạo tạo nghệ sao muốn siêu cùng bọn họ ngự thủ tông chủ nhìn thấy ngựa thú chúng lão đều là thổ huyết thái thượng trưởng lão loại người không khỏi là sững sờ một hồi tình huống thế nào vừa còn cực kỳ đắc ý bọn họ làm sao sau một khắc như đụng phải đòn nghiêm trọng đồng dạng nhưng vào lúc này một thanh âm vang lên còn đứng ngay ra đó làm gì nhân lúc hẳn ốm đòi mạng hẳn á đây là tổ sư thanh âm thái thượng trưởng lão trong mắt lấy ra một việt tinh quang trong nháy mắt phản ứng lại thiên ma giáo tất cả trưởng lão đều là linh khí tuấn bạo mà động hướng về cái kia một đám thủ huyết ngự thủ tông chúng lão phóng đi cái kia một đám trưởng lão vẫn còn ở thủ huyết bị cái kia tuyệt tiên chi nhạc trấn nhiếp mặt đối với thiên ma giáo trưởng lão cường thế công kích bọn họ căn bản không thể ngăn cản được trong nháy mắt mỗi cái đều là bay ngược mà ra không ít trưởng lão trong nháy mắt bị giết chết thảm dưới trường chỉ còn lại ngự thú tông chủ và mấy chục vị thực lực mạnh mẽ trưởng lão trốn ra bi ổi lại đánh lén ngự thú tông chủ nhìn trong nháy mắt không có nhiều trưởng lão như vậy nhắc thời viên mắt đỏ chót trong ánh mắt tràn đầy phẫn nộ chẳng lẽ người chưa từng nghe nói nhà ta tổ sư từng nói người không biết xấu hổ thiên hạ vô địch cả Thái thượng trưởng lão cười hít mắt nói, nghe nói như thế, ngựa thú tông chủ khuế miệng mãnh liệt vừa kéo, sắc mặt càng thêm khó coi. Từ từ thiên ma giáo tổ sư xuất hiện, những ngày này mà giáo người từng cái từng cái đều là rất được tinh túy, mua cái cũng không muốn mặt lên. Cha cha, không hổ là thái thượng trưởng lão, của nhiên học được mấy phần tổ sư tinh túy, chúng ta có chỗ không kịp à? Đúng vậy à, nếu như có thể học tổ sư vô sỉ thuật, thực lực ta nhất định có thể có tăng lên. Một đám thiên ma giáo trưởng lão đều là dồn dập lắc đầu, sâu sắc thở dài. Thấy cảnh này, ngựa thú tông tàn dư trong lòng mọi người giống như có một vạn đầu con mẹ ngươi ở trong lòng vụt qua. Trời ạ, à, thiên ma giáo người điên. Bọn họ dĩ nhiên đến, lấy hồ thệ làm ngạo. Giống, mà lúc này, mấy trăm con yêu thú lần thứ hai phát sinh gầm lên giận dữ. Tựa hồ đang nhắc nhở trước mắt đám người kia tộc, chúng nó vương, đến mấy trăm con yêu thú phân tán ra một con đầy đủ tam cao mười mấy mét yêu thú bước lục thần bất nhận tốc độ đi tới nó cả người lông tóc lấp lưới kim quang ở dưới ánh mặt trời chiếu sáng còn có một chút đỏ thẫm vẻ nhìn lên mười phần bá khí thấy cảnh này ngựa thú tông chủ trực tiếp sừng sốt đây là loại gì yêu thú hắn vì sao xưa nay chưa từng thấy khí tức mặc dù không mạnh nhưng khí thế vượt xa hẳn yêu thú cấp bảy à muốn muốn có sát tất Làn thái thượng trưởng lão loại người nhìn thấy cái này một con yêu thú đi tới thời gian từng cái từng cái sắc mặt cổ quái tông chủ bọn họ mắng ngươi mắng người ngốc bích nghe nói lời ấy ngự thú tông trưởng lão vội vàng hướng ngự thú tông chủ nói cút người mới ngốc bích ngự thú tông chủ mắt bên trong tràn đầy lửa giận gắt gao trừng mắt thái thượng trưởng lão cái đám này lão ra kia lại dám mắng hắn nhưng mà thái thượng trưởng lão loại người ánh mắt liền rơi đều không có rơi ở trên người hắn Phong Diễm Sư Vương ở vạn chúng chú mục dưới lên sàn, nó cầm dương lên cao, trong lòng đắc ý cực điểm, ta sát tất của nhiên là nhân vật chính, tất cả mọi người đều muốn thần phục ở ta sư trào bên dưới. Đang lúc này, một đạo tức giận âm thanh vang lên, sát tất sư tử, đầu nhấc cao như vậy làm gì, chặn ta tầm mắt, giống, lập tức, vừa trong lòng còn tràn ngập vĩ đại Phong Diễm Sư Vương, lập tức là trở nên ngoan ngoãn, vội vã là cẩn thận từng ly từng tí một kêu một tiếng, cúi đầu chủ nhân hay là gầy bất phàm hắn sẽ nát trứng thuật làm phong diễm sư vương cúi đầu về sau mọi người rốt cục nhìn thấy trên lưng nó chính lại dương dương ngồi một người thanh niên hắn là ngựa thú tông chủ đồng tử mãnh liệt co rụt lại chấn động trong lòng cũng là vào lúc này thanh niên kia hướng về chính mình mặt đưa tay ra bạn chuẩn bị xem bắt đầu chấn kinh nữ để lão bà ta vô địch tập 306. hắn đưa tay ra chậm rãi hướng về trên mặt một vệt cái kia xấu diện mạo biến mất không còn tăm hơi một cái anh tuấn xuất khí thanh niên xuất hiện ở trước mắt mọi người trước mắt mọi người làm sáng ngời xứng sờ tại chỗ được thật đẹp trai một cái ngựa thủ tông trưởng lão nuốt một hồi nước bọt ngữ khi có chút gian nan nói đúng đúng á à. thật đẹp trai ngự thú tông chủ vô ý thức tán đồng gật gù nhưng rất nhanh phản ứng lại xoài cái len sợi á, cái này đám ngựa là thiên ma giáo truyền kỳ tổ sư là tôi muốn chúng ta mệnh cái gì thiên ma giáo truyền kỳ tổ sư nghe nói lời ấy hơn mười vị ngự thú trưởng lão sắc mặt đại biến lập tức liền phản ứng lại như vậy đẹp trai dung mạo em sợ lật khắp toàn bộ thiên đều tìm không ra đến có thể sánh bằng không hổ là thiên linh đệ nhất soái ninh xuất bỉ ninh thiên tổ sư tổ sư nhìn thấy ninh thiên thái thượng trưởng lão loại người cực kỳ hưng phấn có tổ sư lần thứ hai những này ngựa thú tông nhỏ cay đàn gà còn có thể trốn ninh thiên từ phong diễm sư vương đọc đứng lên tiếp theo một bước bước vào hư không đảo mắt mấy trăm mét đi tới thái thượng trưởng lão loại người trước người hư không đạp khóc thấy cảnh này ngựa thú tông chủ sắc mặt càng thêm khó coi lên thiên ma giáo truyền kỳ tổ sư của nhiên là một tôn chính thức cửu kiếp đại đế ngươi chính là ngựa thú tông chủ đúng không ninh thiên nhìn về phía ngựa thú tông chủ thanh âm bình thản hỏi chính là loại này không hề tình cảm thanh âm càng làm cho ngựa thú tông chủ trong lòng kinh hãi không ngớt của nhiên công giả đều là hỉ nộ vô thường nhìn không thấu trong lòng hoàn chấn động tiếp đó gật gù hồi tổ sư chính là tại hạ ngựa thú tông chủ ngựa thú tông chủ đúng không người bộ diều bích liên ninh thiên gật gù định mở miệng thế nhưng rất nhanh sẽ bị ngựa thú tông chủ đánh gãy người mới không cần bích mặt ngựa thú tông chủ hiện tại rất tức giận vừa bị thiên ma giáo thái thượng trưởng lão ngay trước mặt mắng ngốc bích hiện tại lại đạp ngựa bị thiên ma giáo chuyên kỳ tổ sư nói không nên ép mặt cái này, coi thường người khác quá đáng, thiên ma giáo tạp chủng, cũng đến mắng hắn, thật coi hắn dễ ước hiếp à. Tổ sư, sĩ khả sát bất khả nhục, ngự thú tông chủ một mặt tức giận, gắt gao cắn răng, trừng mắt ninh thiên. Tổ sư, người giết ta có thể, thế nhưng không thể nói ta không muốn bích mặt. Nghe đến lời này, ninh thiên không còn gì để nói, giống như là sen giống như kẻ ngu nhìn ngự thú tông chủ, cái tên này nên không có cái gì phán đoàn chứng đi. Đợi một chút, tông chủ, hắn dường như là nói, chúng ta trong tông môn bộ diêu trưởng lão cùng bích liên trưởng lão cái này thời điểm bên cạnh trưởng lão phản ứng lại vội vã là đối ngự thú tông chủ nói mê mơ bộ diêu trưởng lão cùng bích liên trưởng lão chúng ta trong tông làm sao để chả có trưởng lão có hèn như vậy tên ngự thú tông chủ nói thâm một tiếng sau đó nhìn về phía ninh thiên cười bồi nói nguyên lai là, là cái hiểu nhầm không biết tổ sư vừa muốn nói gì không có gì ninh thiên lắc đầu một cái thản nhiên nói chỉ là muốn nói bộ diêu bích liên đã chết mà ngươi sẽ là cái kế tiếp cái gì ngự thú tông chủ sắc mặt thay đổi mắt bên trong tràn đầy vẻ kinh hãi tiếp đó định chạy trốn dù sao đối mặt một cái cừu kiếp đại để chiến đấu thế nhưng là hẳn phải chết thế nhưng trốn hay là còn có thể có một đường sinh cơ trốn thấy cảnh này ninh thiên khóe miệng hắt lên một vệt nụ cười tuyệt tiên chi nhạc vào thời khắc này vang lên giống trong nhảy mắt phong diễm sư vương một cổ họng nộ hống xung quanh mấy trăm con yêu thủ giống như là dường như hồng thủy đồng dạng bao phủ tới trực tiếp là đem ngự thú tông chủ loại người bao bọc vây quanh thái thượng trưởng lão mang theo mặt nạ cái này thời điểm ninh thiên đột nhiên nói một tiếng thái thượng trưởng lão loại người trong ngày mắt dây hiểu sát tất đóng cửa đánh giám ninh thiên khuấy miệng hắt lên một vệt nụ cười trong tay đột nhiên hiện lên một cái linh dược cao cao ném về cao khoảng không giống phong diễm sư vương nổi giận gầm lên một tiếng thân thể cao cao vọt lên cái kia cự đại thân thể ché khuất bầu trời nó một cái chính là đem cái kia ném thiên không linh dược nốt lấy đón lấy trong ánh mắt né qua một vệt đỏ thẫm bẻ giống rồng giống, giống tiếng gầm gừ không ngừng vang lên cũng chú ý một điểm Ngựa thú tông chủ loại người bị mấy trăm con yêu thú gắt gào nhốt lại trong lúc nhất thời không thể thoát vây lại là nhìn thấy vừa cái kia một con hung mạnh bá khi yêu thú nhảy một cái mà lên không khỏi là cảnh giác lên loại này yêu thú vốn là cả thời gian vô song bây giờ kia thiên ma giáo truyền kỳ tổ sư lại càng là nôi nấng linh dược chẳng lẽ chính là đề bạt nó năng lượng phóng thích đại sát chiêu vận chuyển linh khí cẩn thận phòng bị yêu thú này có thể muốn triển khai cái gì tuyệt xác kỹ năng ngựa thú tông chủ trần giọng nói vâng một đám ngựa thú tông trưởng lão đều là biểu hiện ngưng trọng bọn họ tự nhiên minh bạch loại này có thể là thú vương giống như tồn tại lại là cửu kiếp đại đế yêu thú thi chuyển ra chiêu thức đem khủng bố cỡ nào phía trên trời cao phóng diễm sư vương nuốt vào linh dược cả người đỏ chót tiếp theo nó một chiêu mãnh sư vấy đuôi đem chính mình cái kia tính cảm giác quốc hoa nhắm ngay ngựa thú tông mọi người nó nó phải làm gì ngựa thú tông mọi người kinh hại đến biến sắc con yêu thú này muốn sắc dụ à thế nhưng là nó là một con sư tử được à sát tất vận dụng tuyệt học hạo nhiên chính khí cũng là vào lúc này ninh thiên cao ủng tiếng vào lúc này vang lên thú vương tuyệt học hạo nhiên chính khí nghe nói lời ấy ngự thú tông mọi người sắc mặt mãnh liệt biến đổi nhanh vận chuyển linh khí vận dụng phòng thủ trận ngự thú tông chủ lo lắng âm thanh vang lên phía sau một đám trưởng lão linh khí vận chuyển một cái cự đại trận pháp hiện lên ở bọn họ dưới chân chỉ cần có bất kỳ công kích bọn họ đều có thể ngay đầu tiên phản ứng lại do đó tiến hành chống đối tất cả mọi người ánh mắt đều là rơi vào phong diễm sư vương trên thân giống phong diễm sư vương gầm lên giận dữ tựa hồ là đem sở hữu khí thế ngưng tu ở một chỗ phúc tiếp đó một đạo thần nhỏ âm thanh vang lên sau đó phong diễm sư vương phủi mông một cái ở trong mắt nó đối với triển khai loại này tuyệt học nó hết sức vui vẻ có thể ăn linh dược lại chỉ cần động dưới cái mông xả chút khí chuyện tốt như thế nó mới không chê nhân tộc thật sự là một loại sinh vật kỳ quái Phong Diễm Sư Vương trong lòng lầm bầm một tiếng, sau đó một mặt vô cùng thoải mái dáng dấp, hư vai tiếng trở lại Ninh Thiên bên cạnh, trên người nó đỏ thẫm dĩ nhiên biến mất không còn tăm hơi. Thấy cảnh này, ngựa Thú Tông mọi người một mặt nghi hoặc, tình huống thế nào? Liền phốc một hồi, liền kết thúc, nói cẩn thận thủ vương tuyệt học đâu, nói cẩn thận hạo nhiên chính khí đâu. Trong lòng bọn họ có chút choáng váng, nhưng vào lúc này, bọn họ nghe thấy được một luồng xấu vô cùng hương vị trong chớp mắt này bọn họ đại não một mảnh trắng xóa thật giống minh bạch cái gì sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi trong lòng tràn ngập hoảng loạn cái này thời điểm bọn họ cảm giác được trong thân thể linh khí tựa hồ đình trệ cỏ lại đạp ngựa nắm cái dám hơn bọn họ bạn chuẩn bị xem bắt đầu chấn kinh nữ để lão bà ta vô địch tập ba trăm lẻ bảy cảm nhận được trong thân thể linh khí đình trệ ngựa thủ tông mọi người rốt cục minh bạch vừa thái thượng trưởng láo bọn họ sử dụng công kích đến tột cùng là từ đâu đến cái này cái dám nguyên lai like là cái kia một tôn nhìn xem thú vương sư tử phóng đáng ghét rõ ràng là một tôn cửu kiếp đại đế lại dùng phương thức này đến nhục nhã chúng ta ngựa thú tông chủ sắc mặt cực kỳ khó coi hắn làm sao cũng không nghĩ đến thiên ma giáo truyền kỳ tổ sư đúng là sẽ dùng loại này phương pháp đến đối phó bọn họ ngươi liền không hề có một chút điểm thân là cửu kiếp đại đế tự biết à lại dùng loại này bị ổ thủ đoạn vô liêm sỉ ngựa thú tông chủ nghiến răng nghiến lợi nhìn ninh thiên mắt bên trong một bốc lửa không có ninh thiên cười hít mắt lắc đầu một cái phốc ngựa thú tông chủ một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra đến hắn run thân thể cắt gao cắn răng nhìn ninh thiên thiên ma giáo truyền kỳ tổ sư vô sỉ đại danh như sấm bên tai nhưng lần này gặp lại thật là khiến ta ngoại ý muốn ở ngoài cùng cực a ô bất ngờ ninh thiên long máy hơi giơ lên so với trong truyền thuyết còn muốn vô sỉ ngựa thú tông chủ cắn răng nói thật sao cái kia rất tốt ninh thiên đàng hoàng trịnh trọng gật gù uy ta không phải là ở khen ngươi. Thấy cảnh này, ngự thú tông chủ khóc không ra nước mắt, chỉ cảm thấy trong lòng có một luồng khí dấu ở trong lồng ngực, làm sao cũng không thể phóng xuất ra. Chẳng trách thái thượng trưởng lão bọn họ có thể vô liêm sỉ như vậy, có cái vô sỉ tổ sư ở trên đầu, có thể không vô sỉ à? Anh, cứu cứu mạng! Lúc này, một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, mấy vị thánh hoàng cảnh trưởng lão bị hạo nhiên trình khí kẻ dám ăn mòn, có thể bên trong linh khí trong nháy mắt đình trệ, không có linh khí vận hành, hậu của kia mười phần nghiêm trọng. Đừng quên bọn họ hiện tại thế nhưng là trên bầu trời. Anh, anh a, à, trong nẻ mắt, từng trận tiếng kêu thảm thiết vang lên, không ít thánh hoàng cảnh trưởng lão có thể bên trong linh khí đình trệ, từng cái từng cái như bẻ cánh chim nhỏ, hướng xuống đất đi. Ừm, um, đánh trên mặt đất, con đến không kịp bỏ lên, đã bị trên mặt đất một đám yêu thú một cái nuốt vào trong bụng. Nay một đám yêu thú cũng là vào thời khắc này rốt cục minh bạch một cái đạo lý, nguyên lai, like, trên trời thật sẽ rốt địa bánh, hơn nữa còn là thịt người nhân bánh. Ừm. Um, phía trên trời cao càng ngày càng nhiều thánh hoàng cảnh trưởng lão bị độc cái giám đình chỉ linh khí lại là rơi xuống rất nhanh ngựa thú tông chỉ còn dư lại thần đế cảnh tông chủ và mấy vị thiên tôn cảnh trưởng lão đáng ghét ngựa thú tông chủ hiện tại rất là uất ức ở mấy ngàn năm qua này hắn trải qua mấy vạn trận chiến đấu nhưng là từ chưa như vậy uất ức quá thái thượng trưởng lão ngươi cùng tất cả trưởng lão đi diệt ngựa thú tông chủ còn cái này năm cái thiên tôn cảnh trưởng lão liền giao cho ta đi ninh thiên nhìn về phía ngựa thú tông còn lại dư mấy người nhàn nhạt, nhạt nói ấy là Thái thượng trưởng lão sững sờ một hồi, hắn đã sớm suy đoán, tổ sư có hay không có loại kia thi, Người khuynh hướng, bây giờ nhìn một lát, quả thực như vậy, thật sự là đáng thương nữ đế, thật thê thảm nữ nhân. Chợt, thái thượng trưởng lão mang theo mấy trăm vị thiên ma giáo trưởng lão, hướng về ngự thủ tông chủ một người mà đi. Thấy cảnh này, ngự thủ tông chủ suýt chút nữa khóc thành tiếng. Rồi ạ, à, không nói võ đức, nhiều người bắt nạt ít người à. Nếu nói hắn suýt chút nữa khóc lên, vậy này mấy cái tôn bị ninh thiên điểm danh thiên tôn cảnh trưởng lão liền thật đã khóc lên cửu kiếp đại đế ra tay với bọn họ thật sự là tổ tiên tích đức tám đời đổi lấy phúc phận a à. ninh thiên đối với năm vị thiên tôn cảnh trưởng lão ra tay tự nhiên là vì là đoán luyện thực lực mình dù sao hắn cũng không phải thật cửu kiếp đại đế vận chuyển kiếm đạo ninh thiên lầm bầm một tiếng trong tay một vệt xích viêm hiện lên đó là xích tiêu kiếm kiếm đạo thuấn chạm ninh thiên hóa thành một đạo tàn ảnh trong tay xích tiêu lấp lấy kiếm quang thời gian lập lề dây lát dây năm người mê mơ trong tay hàn xích tiêu kiếm chậm rãi tiêu tan lông mày hơi nhíu lên cái này năm cái thiên tôn cảnh trưởng lão thậm chí ngay cả phản kháng đều chẳng muốn phản kháng một hồi không khỏi chém ma ninh thiên lắc đầu một cái một cái có thể chém đối thủ đều không có mà giờ khắc này ngựa thú tông chủ một người truyền mấy trăm người khí thế ngập trời y phục bị khí thế chấn động đến mức bay phần phật rất có một bộ thấy chết không sờn lý tưởng hào hùng ngựa thú tông chủ tiến lên ngựa thú tông chủ bắt đầu sử dụng võ học ngựa thú tông chủ bị chặt ngựa thú tông chủ không ừm um. Thoáng qua trong lúc đó, nguyên bản khí thế ngập trời ngựa thú tông chủ ở thiên ma giáo mấy trăm người vây công phía dưới trong nháy mắt không địch lại đáng ghét thiên ma giáo ta sẽ không bỏ qua các người đang bị mọi người vây công phía dưới ngựa thú tông chủ gắt cao cắn răng ông nỗi hận nói vậy một câu cỏ hắn còn dám nói chuyện đánh hắn tổ sư nói giết người muốn chu tâm trước tiên muốn đánh hắn chết tiệt Chư vị theo ta đánh hắn chết tiệt cũng chính là một câu nói này triệt để chọc giận thiên ma giáo một đám não đầu tử ra tay khắp nơi là chí mạng cha cha thật thảm một bên ninh thiên nhảy đến phong diễm sư vương trên thân cắn táo nhìn cái này xuất diễn mấy chục phút về sau ngựa thú tông chủ chết thảm hô thật hả giận nguyên lai like, đánh người chúng là như thế này thoải mái thái thượng trưởng lão thở một hơi lão trong mắt lấp lấy tinh quang phía sau một đám chúng lão cũng là âm thầm gật đầu chư vị đem ngựa thú tông thứ tốt mang đi chúng ta chuẩn bị kết thúc công việc lúc này ninh thiên âm thanh vang lên vâng tổ sư cái này thời điểm trong lòng mọi người mang theo vẻ kích động cùng một tia kinh ngạc vốn là còn muốn cùng ngự thủ tông cuộc chiến đấu hồi lâu nhưng tổ sư tới nay lập tức chiến cục chuyện để xoay chuyển không hồ là vĩnh viện tích thần người khiết sợ thiên mà rào mấy trăm kẻ lão già nát rượu khen thưởng căn khôn đại na di thể kỹ năng cộng ba căn khôn đại na di thể kỹ năng tập thể chuyển vị thể, có thể sử dụng ba lần dùng hết hết hiệu lực ồ oh, ninh thiên con mắt hơi hít mắt lên thứ này hay là có thể có kỳ diệu hắn liền đem căn khôn đại na di thể kỹ năng cho thu lại nửa giờ sau, mọi người đem ngự thú tông tàng bảo khố tẩy cướp sạch sẽ về sau hướng về thiên ma giáo phương hướng rời đi thiên ma giáo đại điện ô, ngươi nói là chính là có phu quân ngự thủ tông mới diệt nhanh như vậy phía trên cung điện dĩ nhiên đổi một thân quần đỏ lạc vô tình nhìn về phía thái thượng trưởng lão hỏi giờ khắc này nàng quần đỏ thiết thân càng thêm tăng thêm một phần vũ mị đúng thái thượng trưởng lão trọng trọng gật đầu một mặt kính để nhìn ninh thiên nếu không phải là có tổ sư đứng ra em sợ lần này ngự thủ tông hành trình còn không có có thoải mái như vậy hết thảy đều nhờ có tổ sư à ta minh bạch là vô tình vầng chán nhẹ chút nhẹ nhàng phất tay các người, lui ra đi đúng thái thượng trưởng lão loại người đều là sai người rời đi chúng lão vừa đi ninh thiên lập tức đến gần đặt mông ngồi ở lạc vô tình bên cạnh một tay nắm ở cái kia nhỏ và dài eo nhỏ ở tại bên tai thổi nhẹ một hơi cười xấu xa nói lão bà người xem ta hoàn thành như thế bổng có phải hay không giờ đến phiên kích động nhân tâm khen thưởng phân đoạn bạn chuẩn bị xem bắt đầu chấn kinh nữ để lão bà ta vô địch tập ba trăm lẻ tám khen thưởng nghe đến lời này là vô tình sững sờ một hồi hơ hồ. lúc này bên cạnh cái kia tên vô lại lại là mấy chuyện xấu giống như ở bên tai thổ miệng nhiệt khí không khỏi là những nàng có chút không chống đỡ được mặt cười không tự chủ nổi lên một vệt dạng mây đỏ nàng vững vàng một hồi gấp gáp hô hấp chậm dai đứng dậy chuyển ra cái kia đặt ở eo nhỏ nhắn trên đại thủ thanh âm rút đi bình thường trong trẻo nhưng lạnh lùng trái lại mang tới một tia nhẹ nhàng khen thưởng sao được ngươi đi theo ta nói xong nàng sai người hướng về đại điện ở ngoài đi đến mê mơ lão bà ngươi đi đâu thấy cảnh này ninh thiên không khỏi là giật mình một hồi nghi hoặc hỏi không phải nói khen thường à đi như thế nào ngu ngốc đừng nói là ở trong đại điện này lạc vô tình hơi dậm chân thân thể hơi đổi ngoái đầu nhìn lại phong tình vạn chủng nắng liếc ninh thiên một chút cái nhìn này là trong ngày thường hoàn toàn sẽ không toát ra đến vũ mị kha kha ta hiểu ninh thiên lộ ra người đứng đắn nụ cười ghê tiếp theo hắn lại nói thầm một tiếng kỳ thực ở đây cũng là có thể là vô tình cười không nói xoay người một bước bước vào hư không biến mất không còn tăm hơi thấy thế ninh thiên cũng không do dự vận chuyển hư không đạo theo sau hai người bên trong gian phòng là vô tình vừa từ hư không hiện lên không ra mấy giây ninh thiên liền cùng lên đến ô phu quân người cái này hư không đạo trình độ lại đề bạt là vô tình liễu mi hơi nhíu hơi kinh ngạc vậy là tự nhiên ninh thiên mười phần đắc ý nói cũng không nhìn một chút ngươi phù quân là ai, nhất định là muốn càng ngày càng mạnh à. Nói xong, hắn lập tức nằm ở trên giường, dáng dấp kia, cực giống ta chuẩn bị được, mau tới đi. Lão bà, ta khen thưởng đâu? Khen thưởng sao? Là vô tình môi đỏ hơi cuộn lên, lộ ra một vệt tuyệt mỹ nụ cười, đôi mắt đẹp rơi vào ninh thiên trên thân. Người trước tiên nhắm mắt, tự nhiên liền có thể biết rõ, khen thưởng là cái gì? Ồ, nghe nói lời ấy, ninh thiên trong lòng không khỏi có chút kích động lên. Lão bà đây là, còn sẽ mang một ít cảm giác thần bí kích thích tiếp đó hắn nghe theo nhắm mắt lặng lặng chờ tin vui chờ đợi nhuyễn ngọc vào lòng chờ hồi lâu đột nhiên cảm giác nơi ngực chuyển đến một trận rét lạnh xúc cảm hắn hơi mở mắt lại là phát hiện đó cũng không phải ý nhân tay ngọc mà là một quyển rét lạnh sách cổ đây là ninh thiên sững sờ một hồi nghi hoặc không rõ nhìn lạc vô tình khen thưởng thiên giai võ học hàn cực toái trưởng lạc vô tình nhẹ giọng giải thích nghe nói lời ấy ninh thiên rơi vào thật lâu trầm mặc thôi trước tiên nhìn một chút cái này thiên giai võ học đi chợt hắn nắm lên rét lạnh sách cổ nhìn sang đo lường đến túc chủ hấp thu hàn cực toái trưởng lĩnh ngộ phương pháp có hay không bắt đầu lĩnh ngộ học tập lĩnh ngộ ninh thiên trong lòng lẩm bẩm một tiếng dù gì cũng là lão bà cho khen thưởng cũng không thể không học đi dù sao coi như là thiên dài võ học tuy nhiên này khen thưởng không phải là hắn loại này người đừng đàn muốn mấy phút sau hàn cực toái trưởng lĩnh ngộ thành công hô ninh thiên chậm rãi mở mắt khẽ nhà một ngụm trọc khí nhưng là đây là một vệt thơm gió đập vào mặt tiếp theo nhuyễn ngọc vào lòng lão bà ninh thiên sững sờ một hồi nhìn là vô tình đem mặt cười chôn ở trong lồng ngực của hắn hắn trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì tiếp đó là vô tình vậy có chút thành âm trong trẻo lạnh lùng vang lên vừa chỉ có thể coi là một cái tiểu tưởng lệ nàng nói vẫn chưa nói xong thế nhưng hiểu đều hiểu ninh thiên hơi giật mình một hồi đón lấy vươn tay ra đem cái kia một chương tuyệt thế mặt cười từ trong lồng ngực nâng lên hai người bốn mắt nhìn nhau thân thể giống như điện giật đều là kích lên không giống nhau tình cảm ninh thiên nhẹ nhàng ông cái kia tinh tế vòng eo lạc vô tình cũng hết sức phối hợp tựa đầu tựa ở cái kia rộng rãi trên bả vai hai người tựa sát hồ lâu nhìn bên cạnh yên tĩnh lại giống như là một cái ngọc mỹ nhân đồng dạng lạc vô tình ninh thiên trong lòng bùi ngùi mãi thôi tuy nhiên chưa tới nửa năm thế nhưng hai người coi như là lão phu lão thê có vợ như thế, con cầu mong gì à? Ninh Thiên thở dài, đón lấy, nhẹ giọng ở lạc vô tình bên tai nói. Lão bà, ngươi nói chúng ta lúc nào đợi có thể có đứa bé. Hai tứ, nghe nói như thế, nữ đế đại nhân lòng người lớn mất. Mắt đẹp bên trong, nảy qua một vệt thoảng loạn. Hai tứ, nàng chưa bao giờ nghĩ tới hai tử sự tình. Bây giờ bị Ninh Thiên vừa nói như thế, lập tức thầm nghĩ như cũng có chút không dừng được. Rất nhanh, nàng trên gương mặt xinh đẹp hiện lên một vệt dạng mây đỏ. Làm nhiều như vậy chuyện xấu, thế nhưng, nhiều lần đều khoảng không. Ai u, cũng mặt đỏ, cũng lão phu lão thê, không có gì hòa nhã hồng. Ninh Thiên ở một bên chế nhạo, nhẹ nhàng đem nắm mơ eo nhỏ nhắn. là vô tình liếc Ninh Thiên một chút, sau đó thở dài. Hai từ sự tình, ta cảm thấy ngươi có thể tạm thời không cần cân nhắc. Mê mơ, vì sao? Ninh Thiên sững sờ một hồi, gãi đầu một cái hỏi. Nhìn Ninh Thiên cái kia đần độn dáng dấp, là vô tình nhịn không được cười lên một tiếng. Đón lấy, mặt cười dán tại Ninh Thiên trên lồng ngực, nhẹ giọng giải thích. Đầu tiên, ta thể chất vấn đề vốn sẽ không có dễ dàng như vậy có hai tử Thanh dương thể chất sao nghe vậy ninh thiên đam chiêu gật gù mê mơ là vô tình khẽ gật đầu tiếp theo ngước mắt mắt nhìn ninh thiên lại là nói thứ hai còn có một vấn đề cái kia cũng là bởi vì ngươi ta nghe nói lời ấy ninh thiên ngờ ngác có ý gì nói đúng là hắn không được thôi điều này có thể nhẫn à xen ra ta vẫn còn muốn tốt tốt dạy dỗ ngươi cái gì gọi là trời đất bao la láo công to lớn nhất ninh thiên hờ lạnh một tiếng một cái vươn mình trực tiếp để lên nhìn ninh thiên cái kia gần trong gang tấc mặt lạc vô tình trên gương mặt xinh đẹp hiện lên một vệt đỏ bừng muốn đẩy hắn ra thế nhưng cái tên này liền như là một con lợn chết giống như vậy không nhúc nhích không phải ta không phải nói cái này không được lạc vô tình đỏ mặt nhẹ giọng giải thích nói ta y tứ là ở thiên huyền đại lục bên trên giữa vợ chồng thực lực chênh lệch quá lớn cũng là sẽ có chút ảnh hưởng vì lẽ đó phu quân thực lực ngươi tối thiểu muốn giống như ta hoặc là tiếp cận mới có thể lại còn có thể như vậy nghe đến lời này ninh thiên không khỏi là hơi kinh ngạc không nghĩ tới sinh đứa bé rõ ràng còn có loại này phá quy củ cái này thời điểm hắn cũng rốt cục minh bạch tại sao vô thượng thần quốc thần quốc chi màu cũng là thần đế cảnh vì lẽ đó phu quân ngươi hiểu chưa là vô tình nói muốn tránh thoát ra nhưng mà nhưng là bị ninh thiên một phát bắt được cổ tay ngọc một luồng trọng lượng hoàn toàn trấn áp trên người nàng những nàng cảm giác thấy hơi nóng rực tuy nhiên ngươi nói rất có đạo lý thế nhưng ta không nghe ninh thiên cười xấu xa một tiếng không ở yên Ngươi, ngươi vô sỉ, là vô tình mặt cười ửng đỏ, cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, mắt bên trong khó bề phân biệt. Kha kha, cái này không gọi vô sỉ, cái này gọi là cầm lại thuộc về ta khen thưởng. Bạn chuẩn bị xem bắt đầu chấn kinh nữ để lão bà, ta vô địch. Tập 309. Cùng lúc đó, Trung Châu, Chính Đạo Minh, trong đại điện, không khí ngột ngạt cùng cực, sở hữu Chính Đạo Minh trưởng lão, Chính Đạo Minh bên dưới thế lực chi chủ từng cái từng cái đều là cúi đầu, không dám nhìn cái kia phía trên cung điện. Trên cung điện, chính thiên đại đế ngồi cùng cao tọa nhưng giờ khắc này sắc mặt hắn lại là khó coi đến mức tận cùng gắt gao cẩn răng một luồng lại một luồng to lớn đại đế uy áp ép tới điện bên trong tất cả mọi người đều là không thở nổi đáng ghét đáng chết thiên ma giáo vậy mà như thế vô sỉ chính thiên đại đế tức giận không ngớt hắn làm sao cũng không nghĩ tới vốn chỉ là muốn cho đại chiến trước bình tĩnh tăng thêm một tia mưa gió thế nhưng hắn làm sao đều không nghĩ đến thiên ma giáo trả lại hắn lại là một cái ngự thủ tông bị diệt tin tức đây quả thực là vô sỉ cùng cực Thiên vận đạo trưởng, người xác bị Ngự thủ tông chắc chắn diệt, Thiên ma giáo chuyên kỳ tổ sư cũng tham dự à? Chợt, Chính Thiên đại đế cao mày nhìn về phía phía dưới đại điện một người đàn ông trung niên, "Hồi Minh chủ, thúc hạ có thể 100% vững tin, chuyên kỳ tổ sư cũng tham dự." Thiên vận đạo trưởng từng tầng gật gù, run giọng trả lời, nhìn thấy hắn như thế vững tin, tất cả mọi người là có chút nghi hoặc không rõ, "Vì sao?" Chính Thiên đại đế lạnh giọng hỏi, "Bởi vì, trong lúc nhất thời, Thiên vận đạo trưởng không biết làm sao mở miệng, do dự sau một lúc lâu nói, bởi vì, ta ở ngựa thú tông quảng trường trên tấm bia đá, nhìn thấy vài cái chữ to đến. Cái gì đại tự, mọi người sững sờ, ánh mắt đều là nhìn sang. Chính thiên lão tập, trước tiên diệt ngươi một tông, dạy cho ngươi một bài học. Theo thiên vận đạo trưởng rứt tiếng, bên trong đại điện rơi vào thật lâu trầm mặc. Nhìn thấy chính thiên đại đế cái kia lập tức đen nhánh hạ xuống sắc mặt, mọi người liền cũng không dám thở mạnh một hồi, có thể đem chính thiên đại để nói thành lão tập. Em sợ, cũng chỉ có thiên ma giáo truyền kỳ tổ sư, chính thiên đại đế cắn răng, rơi vào sâu sắc phẫn nộ bên trong. Được lắm thiên ma giáo, độc lắm truyền kỳ tổ sư, tốt, thật sự là tốt lắm. Hắn giận giữ cười, trong lòng nén giận, hắn chính thiên đại đế 9 ngàn năm qua, chưa từng như vậy bị người tính kế trào phúng quá, khắc chữ trào phúng. Tuy nhiên mười phần đơn sơ không thể tả, thế nhưng, nhưng từng từ đâm thẳng vào tim gan á. À. Minh chủ, chúng ta phải làm sao? Tấn công thiên ma giáo, xả con giận này à? Một bên thiên vận đạo trưởng không nhịn được hỏi, Công, ha ha, chính thiên đại đế cười giận giữ một tiếng, hắn lạnh lùng nhìn thiên vận đạo trưởng, lấy cái gì con? Thiên ma giáo hai vị cửu kiếp đại đế, không chờ hư thần đại đế xuất quan, chúng ta đi qua tặng đầu người, đưa kinh nghiệm mà. Chuyện này, thiên vận đạo trưởng thân thể run lên, cũng không dám thở mạnh một hồi, vội vã là lắc đầu. Không không, ta không phải là ý này. Hừ, chính thiên đại đế từng tầng hừ lạnh một tiếng. Tiếp đó, hắn nhìn hướng về mọi người, chậm rãi nói. Hiện tại, các người mạnh lệnh các đệ tử đều là an phận trốn trong tông môn, không nên đi ra ngoài. Cẩn thận bị cái kia vô sỉ truyền kỳ tổ sư cho đánh lén. Vâng, trong đại điện, mọi người đều là thần tình nghiêm túc trọng trọng gật đầu thế nhưng là cái này thời điểm thiên vận đạo trưởng lại là không nhịn được nói minh chủ coi như chúng ta dừng lại ở bên trong tông môn cái kia truyền kỳ tổ sư cũng có thể dễ như ăn cháo diệt chúng ta à nghe vậy bên trong cung điện trong ngày mắt một trận ồn á đúng vậy mà kệ bọn hắn dừng lại ở nơi nào thiên ma giáo tổ sư nếu là điều động muốn diệt bọn họ của thực là dễ như ăn cháo á à. trong lúc nhất thời nhân tâm kinh hoảng mọi người bất an vội cái gì chính thiên đại đế lạnh nhạt thanh âm lần thứ hai vang lên ta tự có chuẩn bị ta đều sẽ phóng thích đến niệm thần uy cảm giác thiên ma giáo nếu là có bất kỳ đại đế cường giả điều động ta tự nhiên cảm giác được thì ra là như vậy nghe nói như thế trong đại điện một đám người đều là thở một hơi được cũng tán đi chính thiên đại đế ngồi ở cao tọa bên trên nhìn như hoài phất tay một cái ra hiệu mọi người lui ra là cho tất cả mọi người sau khi rời đi trong đại điện một mảnh giống như chết yên tĩnh quá hồi lâu chính thiên đại đế chậm rãi nhấc lên mắt trong mắt lấy ra một vệt sát ý bảy ngày con có 7 ngày, chính là ngươi thiên ma giáo chắc chắn diệt ngày. Bản đế ngược lại muốn xem xem, thiên ma giáo tổ sư còn có thể nhảy nhót bao lâu. Thiên ma giáo, trong phòng, sinh ca dừng lại, hai người chăm chủ gần bó. Lão bà, ngươi xem ta cái này hấu hạ, ngươi còn hài lòng không? Ninh thiên cười xấu xa, nhẹ nhàng nắm ở trong lòng động lòng người. Là vô tình liếc ninh thiên một chút, tiếp theo đẩy hắn ra, đứng dậy mặc vào y vật. Ai, nhấc lên quần liền rời đi, cặn bã nữ. Thấy cảnh này, ninh thiên giả vờ đau lòng thở dài. Cút, ngươi hí tinh lạc vô tình trên trán hiện lên một tia hắc tuyến tiếp theo không chút do dự kéo lên quần đỏ nhất thời đe một màn kia trắng mịn cho trẻ lấp chắc chắn nàng nhẹ giọng nói ra ngươi ở nơi này tu luyện hàn cực toái trưởng gần nhất chính đạo minh không yên ổn ta còn cần xử lý một ít trong tông môn sự tình ồ nghe nói lời ấy ninh thiên long mày hơi dơ lên nếu chính đạo minh không an phận thế vì sao không tìm mấy cái giết gà dọa khí lấy lão bà người cửu kiếp đại đế thực lực muốn thiểm điện ra tay giết hết nên rất đơn giản đi thật là đơn giản là vô tình vầng trán nhẹ chút nhưng rất nhanh tiếng nói biến đổi. Thế nhưng, ta như lên đường, chính thiên đại đế cũng sẽ phát giác, nếu là ta bị ngăn cản, thiên ma giáo bên trong liền thất thủ. Nghe vậy, ninh thiên gật gù, như thế, nếu là là vô tình ra tay bị phát hiện, không có ngay lập tức rút đi, bị chính thiên đại đế lưu lại. Cái kia không có chiến lực chủ yếu thiên ma giáo, vậy thì có cơ hội để lợi dụng được. Bất quá, lão bà, ta có phương pháp, có thể nhỏ rộng không phát ra hơi thở giải quyết ba cái thế lực. Lúc này, Ninh Thiên cười thần bí, phương pháp gì? Là vô tình liễu mi hơi nhíu, mắt đẹp bên trong nẻ qua một vệt nghi hoặc. Kha kha, Ninh Thiên cười cười, đen tập thể, chuyển vị thẻ giản lược cùng Lạc Vô Tình nói một lần. Nghe xong, là Vô Tình sững sờ một hồi, thế nhưng vẫn chưa quá nhiều khiếp sợ, rất nhanh chính là gật gù. Được, cứ dựa theo ngươi làm như vậy, ngươi đi triệu tập thái thượng trưởng lão bọn họ, ta tùy các ngươi cùng đi. Đối với Ninh Thiên cái kia tầng tầng lớp lớp nghịch thiên mà thủ đoạn thần bí, nàng từ lâu là nhìn lắm thành quen, không cảm thấy kinh ngạc. Ninh Thiên khóe miệng hắt lên nụ cười, hắn gật gù, qua loa mặc quần áo vất về sau, chính là lên đường. Cái này vận động xong, thế nào cũng phải làm chút chính sự đi. Có chuyện này có thể khiến dùng ba lần tập thể, chuyển vị thể, hơn nữa là vô tình đi theo, đó chính là bằng tùy cơ ba cái chính đạo minh thế lực bị diệt. Rất nhanh, thiên ma điện bên trong, Ninh Thiên cùng là vô tình đứng ở cao tọa chi thượng, hạ phương thái thượng trưởng lão chờ hơn mười vị thiên tôn cảnh trưởng lão không rõ nhìn. Tổ sư, ngươi triệu tập chúng ta, có chuyện gì không? thái thượng trưởng lão không rõ hỏi rồi mới từ ngự thú tông trở về mấy canh giờ hắn cái này một quyển ngự nữ đồ còn chưa xem xong đây bạn chuẩn bị xem bắt đầu chấn kinh nữ để lão bà ta vô địch tập 310, tự nhiên là đi làm chính sự ninh thiên thần bí cười cười làm chính sự trong đại điện tất cả trưởng lão nghe nói như thế không khỏi là lập tức liền sững sờ ở tại chỗ trong ánh mắt né qua một vệt sâu sắc nghi hoặc làm chính sự có thể làm cái gì chính sự kha kha tự nhiên là đi giết cả dọa khỉ ninh thiên chậm rãi nói Tiếp đó, bên cạnh là vô tình vào lúc này mở miệng, chậm rãi giải thích một chút Ninh Thiên kế hoạch là như thế này. Nghe xong nữ đế giải thích, thái thượng trưởng lão loại người rốt cục phản ứng lại, tập thể chuyển vị, không nghĩ tới, tổ sư dĩ nhiên có thể ngư bước đến trình độ như thế này. Cái này không thì tương đương với là tự mang truyền thống trụ à? Hơn nữa, còn vô thanh vô tức, nghe nói, một đám lão già nát xịu trợn mắt lên, muốn khiếp sợ, nhưng ngẫm lại, đây là tổ sư, cũng là thoải mái. Tổ sư nha, vĩnh viễn tích thần, bất kỳ không thể, phát sinh ở trên người hắn đều sẽ hóa thành khả năng tổ sư chính đạo minh mười thất tông bây giờ ngự thủ tông đã hủy nhất kiếm môn tông chủ kiếm nhân cũng chết vậy thì quên đi thành còn có mười ngũ tông mười lăm con có thể tuyển tam chúng ta tuyển cái gì làm rõ tất cả thái thượng trưởng lão chậm rãi mở miệng do hỏi ta nghi muốn ninh thiên lẩm bà một tiếng chính đạo minh trừ bỏ tổng bộ vậy thì còn sót lại mười ngũ tông trong đó có không ít gần sát chính đạo minh tổng bộ chọn bọn họ vậy thì có chút không thích hợp mà còn lại có khả năng tuyển cũng không nhiều rất nhanh ninh thiên liền quyết định chú ý tuyển dưới tam tông cái thứ nhất liền tuyển hợp khí tông đi ninh thiên trong mắt lóe ra một vệt tinh quang nhàn nhạt, nhạt, nói hợp khí tông là hàn mới gặp chính đạo minh thế lực một trong ngày đó chính là nhất kiếm môn mày kiếm hoa hợp khí tông điền phong tối địa sừng ngáng chân nếu không phải hắn chịu hóa lạc vô tình cùng tây vương mẫu lại đây không phải vậy còn liền thật bị hai người này bẫy chết tuy nhiên hai người này dĩ nhiên bị là vô tình một trưởng diệt xác thế nhưng cưu hận thế nhưng là sẽ hoãn lại Bây giờ nhất kiếm môn thần đế cảnh cương giả kiếm nhân đã chết, tự nhiên không cần phải đem thời cơ lãng phí ở bọn họ trên thân. Vì lẽ đó, hợp khí tông chính là thành lựa chọn hàng đầu. Hợp khí tông à, trong đại điện, thái thượng trưởng lão loại người gật đầu. Phu quân, bắt đầu đi. Một bên, là vô tình nói khẽ, mê mơ, ninh thiên khẽ gật đầu. Trong lòng mặc niệm, hệ thống, sử dụng càn khôn đại na di thể kỹ năng. Rất nhanh, hệ thống âm thanh vang lên. Đang tại sử dụng, càn khôn đại na di thể kỹ năng. Di hình hoán vị chuẩn bị, sử dụng thành công. Ừm, um. Tiết đó, theo hệ thống âm rơi, toàn bộ bên trong đại điện truyền đến từng trận tiếng nổ vang, điện bên trong chấn động, các trưởng lão vận dụng linh khí ổn định thân hình, chư vị không nên hốt hoảng, chỉ cần chờ đợi là được, một bên Ninh Thiên một mặt bình tĩnh nói, đúng, có tổ sư, một đám trưởng lão cũng lại yên lòng, tổ sư trừ nhà buôn phương diện này để bọn hắn sợ sệt ra, còn lại cũng khỏe, cũng là vào lúc này, ầm, uhm, một đạo tiếng nổ vang vang lên. Tiếp đó, chỉ thấy trong đại điện mặt đất nứt ra, một cái cẩn trọng môn hộ từ mặt đất bên trong bắn mạnh mà ra. Đậu phộng, thái thượng trưởng lão kinh ngạc thốt lên một tiếng, hắn trộn đứng vị trí, đúng lúc là cái kia cẩn trọng môn hộ tuôn ra địa phương, môn hộ vừa ra, hắn cả người trong nháy mắt bị đẩy lùi, ở thiên ma điện phía trên lưu dưới một, cái hang lớn hình người, chớp mắt biến mất không còn tăm hơi. Đại điện chúng lão, tổ sư, thái thượng trưởng lão bay, ạch, à, không có chuyện gì, bất ngờ bất ngờ. Ninh Thiên vội ho một tiếng, gãi đầu một cái. Vậy chúng ta còn chờ à? Không, xem hắn bộ dáng kia, sợ rằng phải thật lâu có thể hạ xuống, chúng ta trước tiên khởi hành đi. Ninh Thiên gãi đầu một cái, mang tới một đám trưởng lão chỉ là vì là xử lý một ít việc vặt. Có là vô tình, nào một người cũng có thể diệt một cái tông môn. Một đám trưởng lão gật gù, nhìn trên đầu cái kia đại đại nhân hình lỗ thủng, trong lòng mùa hôi lạnh chảy ròng. Cũng còn tốt bị thương không phải là bọn họ. Chư vị, đi thôi. Ninh Thiên nói một tiếng, tiếp theo lôi kéo là vô tình vừa bước một bước vào cái này càng khôn cổ môn một đám trưởng lão cũng là theo sát phía sau chờ có người tiến vào trong đó âm um, căn khôn cổ môn từng tầng nhốt lại Ơm, um, ưm um, theo mọi người đi vào trong đó căn khôn cổ môn đúng là đi vào hư không trước mắt biến mất không còn tăm hơi tất cả cũng lặng yên không một tiếng động hợp khí tông bên trong cung điện ca múa mừng cảnh thái bình một đám mỹ nữ tuyệt sắc chính nhảy tuyệt mỹ vũ đạo hấp dẫn vô cực mà đại điện chỗ cao hợp khí tông chủ dụng cuồng hoa hợp khí tông một đám trưởng lão trình uống chút rượu thưởng thức tình cảnh này cẩn thận nhìn một lát hắn hình dạng cùng cái kia ở tam thánh lăng mộ điền phong trưởng lão cũng có chút giống nhau chư vị khoảng thời gian này chúng ta liền an tâm ở trong tông môn đợi cũng là đừng đi hiểu chưa mà lúc này ruộng cuồng một mặt uy nghiêm nhìn phía dưới tất cả trưởng lão nghiêm túc nói vâng một đám trưởng lão thấy hắn như thế nghiêm túc đều là gật gù thế nhưng là tông chủ ngươi ngày mai vẫn cùng xuân tiêu lâu liễu cô nương có hẹn nếu không phải mà lúc này một vị trưởng lão nhỏ giọng nói Đây là được ruộng cuồng lắc đầu một cái nghe chính ngôn từ nói muội tử có thể không không có có thể lại tìm thế nhưng mệnh nhưng là chỉ có một cái à đại trưởng lão chuyện này nói có đạo lý học khí tông không ít trưởng lão đều là gật đầu nhưng tông chủ dừng lại ở tông môn bên trong thật an toàn à vạn nhất thế nhưng vẫn có trưởng lão lo lắng không sao ruộng cuồng lại là vung vung tay cực kỳ tự tin nói minh chủ nói ở hắn đế niệm thần uy cảm giác phía dưới thiên ma giáo hai vị đại đế chỉ cần ra thiên ma giáo phạm vi liền sẽ bị hắn cảm giác đến thời điểm đó hắn sẽ đích thân lên đường chúng ta sẽ không sao nói hắn uống một hớp ít rượu nhìn phía dưới tuyệt sắc vũ nữ cười to nói tôi tới tới tiếp theo múa tiếp theo tấu nhạc chờ tuyệt sắc đám vũ nữ nhảy xong một khúc về sau dụng cô nhìn cái kia vẫn còn có chút lo lắng trưởng lão không nhịn được nói lưu trưởng lão hạ tất như vậy sợ người vượt trời đâu chẳng lẽ ta đang yên đang lành ở tông môn bên trong ngồi còn có thể bị nện không chết được ha ha cáp các ngươi nói có phải hay không cười to hắn nhìn hướng về tất cả trưởng lão ha 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 tông chủ nói rất hay chuyện như vậy làm sao có khả năng phát sinh đâu ha ha một đám trưởng lão cũng là cười to không thôi một đám vũ nữ cũng là chè miệng cười khẽ sự tình như thế có thể nào phát sinh ai chỉ mong đi lưu trưởng lão thở dài chẳng biết vì sao hắn trong lòng có mãnh liệt bất an tới 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 mỹ nhân kia đi theo ta cùng một chén ruộng cuồng do lên cao chén rượu đi một bước nhưng vào lúc này ừm um, giữa bầu trời một cái cự ảnh bỗng dưng hiện lên tiếp theo đánh mặc trần nhà từng tầng rơi vào ruộng cuồng trên thân thấy cảnh này trong đại điện mỗi người đều là sửng sốt rất lâu chuyện này thật đạp ngửa có thể phát sinh bạn chuẩn bị xem bắt đầu chấn kinh nữ để lão bà ta vô địch tập 311 trăm um, học khí tông phía trên cung điện trong né mắt xuất hiện một cái lồ thùng khổng lồ nhất thời toàn bộ đại điện đều là chấn động mạnh một cái một cái đen thù lùi cự vật từ trên bầu trời mãnh liệt đập xuống đất trong chớp mắt này trong đại điện sở hữu vũ nữ đều là bị chấn động đến mức chân đứng không vững cùng từng cái từng cái hoa dung thất sắc có quốc ngồi dưới đất không ít trưởng lão cũng là vận dụng linh khí mới là gian nan ổn định thân hình anh à rất nhanh chính là vang lên cái kia hợp khí tông chủ dụng cùng tiếng kêu thảm thiết tất cả mọi người kinh hại ánh mắt nhìn sang chỉ thấy cái kia đè lên dụng cuồng rõ ràng là một cái cửa đại cổ cửa cổ cửa đen nhánh cực kỳ lại là có vẻ thập phần thần bí mà dụng cuồng máu me khắp người đã bị đè ở phía dưới tông chủ mụ nội nó nguyên lai like thật sẽ có trên trời rơi xuống tay ương à thấy cảnh này nghĩ đến vừa ruộng cuồng cười lớn một đám trưởng lão đều là nuốt một hồi nước bọt nguyên lai like báo ứng đến mức như thế nhanh chóng tuy nhiên ruộng cuồng bị đặt ở cán khôn cổ môn phía dưới thế nhưng không có một người dám lên đi vào cứu ruộng cuồng đối mặt bắt thình linh thần bí đại môn bọn họ không dám chút nào manh động chỉ có thể là mặc cho ruộng cuồng ở nơi nào tê tâm liệt về thống khổ kêu rên cùng ừ ngục học khí tông đại trưởng lão nuốt một hồi nước miếng trong ánh mắt mang theo một chút kinh hãi nhìn cái này càn khôn cổ môn trong lòng nghi hoặc không chỉ cuối cùng là cái thứ đồ gì à đang lúc này càn khôn cổ môn bên trên chuyển đến một đạo tiếng vang nhất thời sợ đến sở hữu trưởng lão liên tiếp lui về phía sau cảnh giác nhìn cái này đại môn ầm um, ầm um, ầm um. mà lúc này càn khôn đại môn bị chậm rãi mở ra một cái sang sảng thanh niên thanh âm cũng là vào lúc này vang lên lão bà nơi này hẳn phải là hợp khí tông đi cái này tinh chuẩn định vị sẽ không có vấn đề gì thanh niên thanh âm có người muốn từ thần bí kia trong cửa lớn đi ra nghe được thanh âm trong ngày mắt một đám trưởng lão giống như là giống như chim sợ ná mỗi cái cảnh giác nhìn thần bí đại môn mẹ hắn nếu để cho lão tử biết rõ là ai nắm cửa đánh lão tử nhất định giết chết hắn cái này thời điểm còn chưa chờ người trong môn đi ra ruộng cung hùng hùng hồ hổ thanh âm bắt đầu từ cửa cơ sở truyền đến cái này thời điểm hắn rốt cục đem một cái tay tránh thoát đi ra hiện tại chỉ cần tay phát lực vận dụng linh khí nói không chắc liền có thể đem chọn thân thể kéo ra tới nhưng mà càng khôn trong cửa lớn một cái chân không chút khách khí bước ra tới trực tiếp dẫm nát cái kia vừa vươn ra trên tay anh anh à anh 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 đến lão tủ tay mặc cho dụng cuồng làm sao vô năng rít gào nhưng này một cái chân chủ nhân lại là ngoảnh mặt làm ngơ thậm chí còn dẫm hai lần thấy cảnh này một đám trưởng lão hai mặt nhìn nhau sững sờ ở tại chỗ lúc này thanh niên kia mở miệng nói chuyện nơi này đến là hợp khí tông thanh âm hẳn sang sảng lệnh người mê muội mà giàu có tư tính tất cả mọi người ánh mắt đều là hướng về thanh niên kia nhìn lại trong lúc nhất thời tất cả mọi người nhìn thấy hắn dung mạo từng cái từng cái sửng sốt đây là loại gì đẹp trai trên đời này tại sao có thể có như vậy anh tuấn tiêu sái nam tử một đám vũ nữ một chút luân hãm mắt như hiện ra hoa đào hóa thân thể mềm mại khẽ run vốn là có quát té xuống đất thân thể và đúng lúc này hóa thành một vũng nước càng thêm mềm là nơi này là hợp khí tông hợp khí tông chúng lão sững sờ một hồi cái kia đại trưởng lão chậm rãi nói hắn ngờ vững lên mắt nhìn ninh thiên cảm thấy có chút quen mắt không biết vị tiểu hữu này là người phương nào chúng ta có phải hay không đã gặp qua ở đâu cũng không biết tiểu hữu đến ta hợp khí tông cái gọi là ý gì không có gì khác dụng ý ninh thiên khóe miệng hất lên một vệt dương quang sán lạn nụ cười các ngươi không còn để ở trong lòng ta chính là một cái đưa chuyển phát nhanh chuyển phát nhanh chuyển phát nhanh, chuyển phát nhanh là vật gì nghe được thanh niên trước mắt lời này trong lúc nhất thời mọi người một mặt tròn váng bọn họ chưa từng nghe nói chuyển phát nhanh là vì vật gì vị tiểu hữu này trước tiên không nói chuyển phát nhanh việc người kể kia cự đại môn hộ đè lên ta hợp khí tông tông chủ nếu không trước hết để cho hắn lên đại trưởng lão mười phần có lẽ phép nói nếu không phải là ninh thiên để hắn nhìn không ra đã sớm bắt chuyện một đám trưởng lão đi tới chém ninh thiên cái này nha chờ chút tôi sẽ khiến hắn lên ninh thiên cười tùm tìm nói nếu không chúng ta trước tiên nói chuyện chuyển phát nhanh sự tình Chuyện này, lớn trưởng lão sắc mặt hơi có chút khó coi, chính mình tông chủ bị đè lên, cái này trung quy là có chút không được, nhưng nghe đến Ninh Thiên, hắn cũng không tiện nói thêm cái gì, chỉ có thể là gật gù. Vậy trước tiên đàm luận Tiêu hưu nói chuyển phát nhanh sự tình, tất cả mọi người ánh mắt, đều là rơi vào Ninh Thiên trên thân, đều là muốn nhìn một chút, cái gọi là chuyển phát nhanh, đến tổng cùng là cái gì? Chuyển phát nhanh sao? Ninh Thiên khóe miệng hắt lên một vệt ý vị sâu cười dài cho, hắn nhàn nhạt, nhạt thanh âm, tiếp theo vang lên thiên ma chuyển phát nhanh hàng đến tiền trả ký nhận một hồi thiên thiên ma chuyển phát nhanh nghe nói như thế học khí tông đại trưởng lão nhíu mày lên trong đôi mắt già nô tràn đầy nghi hoặc xung quanh một đám trưởng lão cũng là một mặt choáng váng thiên ma chuyển phát nhanh chuyện này đạp ngựa là vật gì đến đây đi hàng đến tiền trả ninh thiên cười hít mắt nói ây học khí tông đại trưởng lão sững sờ hồi lâu tuy nhiên một đầu không rõ không làm rõ được tên thiên ma này chuyển phát nhanh là cái gì nhưng vẫn là mau chóng phái người này đi cho thỏa đáng hắn khẽ gật đầu dò hỏi vậy cần bao nhiêu linh tẻ đâu nói xong hắn nhìn chằm chằm ninh thiên chỉ lo ninh thiên công phu sư tử ngoạ không muốn linh tệ ninh thiên cười cười không muốn linh tế trong đại điện mọi người lần thứ hai sững sờ chỉ cần dùng các người mạnh tới đỡ khoản là được kế tiếp ninh thiên thanh âm trong nháy mắt lạnh sùng tới mọi người tại đây tất cả giật mình cái gì thật lớn mật một đám hợp khí tông trùng lão đều là cùng nộ hét lên mắt bên trong giống như bốc lửa gắt gao trứng mắt ninh thiên thật sao Ninh Thiên cười cười, mà lúc này, phía sau hắn càn khôn cổ môn từng tầng mở ra. Ừm, uhm. tiếp đó, một cái tuyệt mỹ nữ tử chậm rãi đi ra, nàng thân hình nhiều điệu, hơi do tay nhắc chân tỏa ra vô hạn mị lực, mà phía sau nàng còn theo mấy chục lão đầu. Tuyệt mỹ nữ tử đi ra trong nháy mắt, toàn bộ đại điện trong nháy mắt lạnh xuống tới. Một luồng to lớn đế uy, trong nháy mắt bao phủ nơi này, sở hữu trưởng lão thân thể đều là bị nhất định phải tại chỗ cũ, trên mặt sợ hãi biểu hiện bắt đầu hiện lên. Cái lông gì thế qua loa qua loa cái này cái này chuyện này đạp ngựa không phải là thiên ma giáo nữ đề á nhìn thấy cái kia dung nhan tuyệt mỹ một sát na bên trong đại điện sở hữu trưởng lão nhất thời thân thể không ngừng run rẩy trong lòng khủng hoảng đạt đến cực hạn thiên ma chuyển phát nhanh nguyên lai là ý này cỏ một đám người trong lòng tràn ngập tuyệt vọng bọn họ cũng ở đây cái thời điểm phản ứng lại vừa người thanh niên kia chẳng trách như thế nhìn quen mắt nguyên lai là thiên ma giáo truyền kỳ tổ sư a à. xong ta hợp khí tông xong a à. hợp khí tông đại trưởng lão mắt bên trong tràn đầy bi thương trong lòng tràn ngập tuyệt vọng bạn chuẩn bị xem bắt đầu chấn kinh nữ để lão bà, ta vô địch. Tập 312, ô thông suốt, xong đời. Trước cái kia trong lòng mơ hồ có bất an lưu trưởng lão, giờ khắc này lại là thở dài một hơi. Trong lòng tuyệt vọng, không chút nào ôm mất bất cứ hy vọng nào. Đối mặt hai vị cửu kiếp đại đế, bọn họ chắc chắn phải chết. Cuối cùng xảy ra chuyện gì? Tông chủ không phải nói, chính thiên đại đế sẽ vận dụng đến niệm thần uy à? Nhưng vì sao? Vì sao bọn họ hay là đến? Thời khắc này, đại trưởng lão mắt bên trong tràn ngập không thể tin tưởng. Tất cả những thứ này làm đến quá đột nhiên thiên ma chuyển phát nhanh như thế nào hài lòng không ninh thiên cười híp mắt nhìn hợp khí tông trùng lão tất cả mọi người sững sờ tại chỗ thỏa mãn muốn giết ta chuyển phát nhanh ta thỏa mãn lão bà động thủ đi ninh thiên thấy chúng lão không nói lời nào nhất thời là mất đi hứng thú hắn còn vội vàng lại tiễn hai cái thiên ma chuyển phát nhanh đây mê mờ lạc vô tình vầng trán nhẹ chút con ngươi bên trong hiện lên một vệt vẻ lạnh lùng tiếp theo tại tất cả mọi người tuyệt vọng dưới ánh mắt nàng chậm rãi nhấc lên tay ngọc một luồng đại đế ai lặng yên lưu chuyển ra diệt nàng cái kia trong môi đỏ chậm rãi phun ra một chữ âm rơi đại đế ai ba phủ bốn phía Có hồ là lấy thế tôi khô lạp hủ đem bốn phía sinh cờ hết mức thu gặt không một đám trưởng lão thử mục đích sắp nứt ở trong tuyệt vọng vận chuyển linh khí muốn tiến hành chống đối nhưng mà ở khủng bố đại đế ai dưới những này vẻn vẹn chỉ là thiên tôn cảnh trưởng lão như châu chổ đá xe không biết tự lượng sức mình thân thể trong nháy mắt nứt ra máu tươi nhuộm đỏ đại điện anh anh à Tha mạng a, à, đừng có giết chúng ta. Thấy cảnh này, một đám vũ nữ hòa dung thất sắc, máu tươi tiện ở các nàng tái nhợt trên gương mặt, con người bên trong tràn đầy tuyệt vọng. Nhưng mà một giây sau liền đến phiên các nàng, Đế uy kéo tới, trong ngày mắt biến mất ngọc vẫn, trong ngày mắt, toàn bộ trong đại điện, chưa bị đặt ở càn khôn cổ môn bên dưới hợp khí tông chủ dụng cuồng, không hề một người tồn tại. Thiên ma chúng lão. Lúc này, Ninh Thiên nhàn nhạt, nhạt mở miệng, tổ sư, chúng ta ở hơn mười vị trưởng lão lẳng lặng chờ mệnh lệnh đem cái này hợp khí tông diệt đi ninh thiên ngư khí lãnh đảm giờ khắc này không có trưởng lão hợp khí tông giống như một bên vụn cát tùy ý liền có thể giết hết vâng hơn mười vị trưởng lão gật gù thân hình mãnh liệt nhất động đều là lao ra đi người vô sỉ lại đối với một ít tệ tử ra tay thấy cảnh này bị đặt ở càn khôn cổ môn dưới dụng ngông cuồng cấp không ngớt mắt bên trong tràn đầy vẻ giận dữ anh ninh thiên thanh âm từ từ lạnh lẽo lãnh đạn nở nụ cười ta nghĩ giết ai thì giết lại nói, đã ngươi hợp khí tông đối với ta thiên ma giáo đệ tử ra tay quá, vậy liền gấp 10 lần phụng hoàn đi. Cái kế tiếp, liền đến phiên ngươi, thanh âm hắn hạ xuống, là vô tình đế uy kéo tới, cái này một thần đế cảnh cường giả, trong nháy mắt bị mạt sát. Mấy phút sau, toàn bộ hợp khí tông bên trong, tràn ngập mùi vị huyết tinh, một cái không lớn không nhỏ đế cảnh thế lực, chỉ là bởi vì lĩnh một cái thiên ma chuyển phát nhanh, liền bi thảm diệt môn, thật sự là quá thảm. Cũng giải quyết xong à? Ninh Thiên nhàn nhạt hỏi, giải quyết xong, thiên ma giáo trưởng lão đều là gật đầu nói mê mơ ninh thiên khẽ gật đầu mắt bên trong tránh tinh quang lấp lóe nơi này phong thanh không thể đi lộ không phải vậy bọn họ có phòng bị mặt khác hai cái thiên ma chuyển phát nhanh nhưng là không tốt đưa đi thôi ninh thiên nói một tiếng tổ sư hợp khí tông không cướp đoạt một chút không một bên thiên ma giáo trưởng lão hỏi không cần cái này hợp khí tông một chữ đến nghèo đi thôi ninh thiên lắc đầu một cái mang theo mọi người một bước tiến vào càn khôn cổ môn bên trong lần thứ hai vận dụng tập thể chuẩn vị thế đăng tại sử dụng tập thể chuyển vị thế số lần giả một trước mặt có thể dùng số lần là một âm um. mọi người đi vào cán khôn cổ môn cổ cửa oanh một tiếng lần thứ hai đóng tập thể chuyển vị thế bắt đầu dùng trong phút chốc cán khôn cổ môn lại biến mất không gặp thiên ma chuyển phát nhanh tiểu phân đội lần thứ hai xuất phát dùng chuyên nghiệp nhất thái độ được tốt nhất chuyển phát nhanh để ngươi mau chóng yên nghỉ chính đạo minh tùng vân môn thiên không một tiếng vang thật lớn một cái đại môn xuất hiện ở kinh hoàng tùng vân môn trước mặt đám đông tất cả mọi người đều là sợ hãi không ngớt. Thiên địa dị tượng, có thể lão phu vì sao chưa từng nghe nói, liên quan với loại này cổ cửa thiên địa dị tượng a. À? Tùng Vân Môn bên trong, một cái tiên phong đạo cốt lão giả tóc trắng trợn mắt lên, mắt bên trong tràn đầy nồng đậm vẻ tò mò. Không được, lão phu được đi lên xe một chút mới được. Lão giả tóc trắng lẩm bẩm một tiếng, tiếp theo thân thể nhất động, bay lên không trung vọt lên, nhằm phía cái kia trên bầu trời. Nhìn thấy lão giả tóc trắng hướng trời bay lên trên, không ít Tùng Vân Môn đệ tử đều là trợn mắt lên, là thiên tinh trưởng lão thiên tinh trưởng lão giỏi về quan chắc dị tượng nói không chắc đây là ta tùng vân môn đại câu duyên a à? thấy cảnh này tùng vân môn bên trong một ít trưởng lão đều là hưng phấn cực kỳ nếu là co duyên vậy thì là đại biểu bọn họ tùng vân môn muốn phát nha ha ha cáp <laughs> có co duyên này mấy ngày nữa thì càng thêm dễ dàng diệt thiên ma giáo tùng vân môn môn chủ cười ha <laughs> ha mắt bên trong lấp lấy tinh quang vạn trông chú mục dưới thiên tinh trưởng lão rốt cục tiếp cận trên vòng trời cái kia càn khôn cổ môn hắn cực kỳ hưng phấn thiên địa dị tượng càn khôn cổ môn lão phù đến có thể nhưng vào lúc này chúng người không tưởng tượng được sự tình phát sinh chỉ thấy càn khôn cổ môn bên trong một đạo linh khí bộc phát ra trong ngáy mắt đen trên bầu trời thiên tinh trưởng lão chặn ngang cắt đứt thiên tinh trưởng lão mọi người sắc mặt đại biến liên tại bọn hắn còn không có hiểu rõ trạng huống thời điểm càn khôn cổ môn mở ra một người thanh niên bước ra một bước trên mặt mang cười thanh âm sang sảng thiên ma chuyển phát nhanh hàng đến tiền trả các vị đến ký nhận một hồi thanh niên thanh âm ở toàn bộ túng vân môn trên về tay không đáng mọi người sửng sốt chuyển phát nhanh cái gì là chuyển phát nhanh tùng vân môn đệ tử nghi hoặc thế nhưng rất nhanh ngay hôm đó ma giáo nữ đế sau khi xuất hiện bọn họ rốt cục minh bạch thiên ma chuyển phát nhanh là cái gì cỏ đây là lấy mạng chuyển phát nhanh à? nửa giờ sau nhìn trên mặt đất thấy chất đầy đồng ninh thiên lộ ra một vệt nụ cười vỗ vỗ tay quyết định kết thúc công việc nhà tiếp theo mê mơ thiên ma giáo bên trong một đám trưởng lão gật gù bọn họ biểu hiện đều là mười phần quái lạ mãi đến tận theo tổ sư về sau bọn họ mới minh bạch Nguyên lai like diệt một tông cửa, đơn giản như vậy Đếm rõ số lượng giờ Thiên ma chuyển phát nhanh, chính thức kết thúc công việc Ba lần tập thể, chuyển vị thẻ đều là dùng hết Cũng thành công diệt tam tông Đáng tiếc, nếu trở lại mấy lần Cái này chính thiên đại đế liền thành người cô đơn Ai, đáng tiếc Ninh thiên thở dài, chỉ có thể ba lần Vẫn còn có chút thiếu a à. Một bên, chúng thiên mà giáo trưởng lão liên tục cười khổ Ba lần cũng đã đủ đủ mịch thiên Thật là là không số lần, cái kia còn muốn Đi thôi, lão bà chư vị trưởng lão chúng ta trở về đi thôi ninh thiên nói một tiếng bên cạnh là vô tình cùng một đám trưởng lão đều là gật gù bạn chuẩn bị xem bắt đầu trấn kinh nữ để lão bà ta vô địch tập 313, thiên ma giáo bên trong thái thượng trưởng lão đang một mặt tròn váng ngồi ở thiên ma điện bên trong hắn nhìn chung quanh một chút lại nhìn trên đầu trần nhà cái kia hình người lỗ thủng hắn rơi vào thật lâu trầm mặc ta là ai ta ở đâu ta đang làm gì quá một hồi khi hắn đầu óc rớt cục bình thường một chút đại điện ra mấy đạo âm thanh vang lên chư vị trưởng lão khổ cực cái này mấy ngày là khỏe may mà tông môn bên trong nghỉ ngơi đi vâng tổ sư tổ sư thái thượng trưởng lão ánh mắt sáng lên liền vội vàng đứng lên đi tới chính là nhìn thấy ninh thiên loại người từ ngoài điện đi tới tổ sư các ngươi cuối cùng là trở về thái thượng trưởng lão kích động nói nói đi thôi đi diệt tam tông đi lão phù đã không thể chờ đợi được nữa diệt tam tông một đám trưởng lão sững sờ một hồi đúng vậy à thái thượng trưởng lão gật gù tất cả trưởng lão thái thượng trưởng lão thực không dám giấu giếm diệt tam tông kế hoạch đã kết thúc tổ sư cũng mang chúng ta trở về cáp nhanh như vậy lúc này mới mấy tiếng á thái thượng trưởng lão sững sờ hồi lâu tiếp theo trên đầu hiện lên ba cái dấu chấm hỏi một mặt khiếp sợ không đúng vậy diệt tông cửa chuyện như vậy không phải là mười phần hùng ví a à? chuyện này lúc này mới mấy tiếng tân tông đều lấy diệt còn mang như vậy trôi đúng nha ninh thiên mỉm cười cái lòng gì thế đáng tiếc thái thượng trưởng lão đấm ngực dậm chân thầm than thở dài không thể mắt thấy tổ sư dương ra thần uy thật sự là quá đáng tiếc nhưng mà, trên thực tế lại là, Ninh Thiên chỉ phụ trách đem thiên ma chuyển phát nhanh đưa đến trước cửa, vẫn chưa ra tay một lần, toàn bộ hành trình đều là nữ đế một trưởng giết hết. Người khiết sợ thái thượng trưởng lão, thiên phú vạn máu ruộng tốt đã tăng cường, hiện tại, có tăng thêm, chờ túc chủ, cũng là vào lúc này. Hệ thống thanh âm, trong đầu vang lên, ồ, oh, tăng thêm à, nghe được hệ thống, Ninh Thiên khuấy miệng hơi hất lên, trong lòng có chủ ý. Chư vị trưởng lão, Ninh Thiên nhìn về phía thiên ma điện bên trong tất cả trưởng lão, chậm rãi mở miệng sở hữu trưởng lão ánh mắt đều là hướng về ninh thiên nhìn sang mấy ngày này liền cho con người thả cái ngày nghỉ nghỉ nghe nói như thế thái thượng trưởng lão đám người nhất thời con mắt mãnh liệt mà lộ ra lên làm thuê người lại có kỳ nghỉ bất quá nhưng rất nhanh ninh thiên thanh âm lần thứ hai vang lên tuy nhiên làm sao thái thượng trưởng lão nụ cười trên mặt đình trệ không khỏi là cẩn thận từng ly từng tí một hỏi nghỉ ngơi có thể thế nhưng mỗi người cần tìm một bách phần linh dược hạt giống tới ninh thiên cười tùm tìm nói linh dược hạt giống chúng lão sững sờ vô ý thức hỏi các bậc gì linh dược hạt giống đều được à mê mơ ninh thiên khẽ gật đầu các bậc gì hạt giống đều được bất quá tốt nhất là cao cấp một điểm một đám trưởng lão gật gù sau đó từng người ly khai đối với làm thuê người để nói đây là bọn hắn số lượng không nhiều kỳ nghỉ chúng lão đi rồi to lớn thiên ma điện bên trong cũng chỉ còn sót lại ninh thiên cùng lạc vô tình hai người chính đạo minh khoảng thời gian này nên sẽ yên tĩnh rất nhiều đi lão bà ninh thiên nhìn một bên lạc vô tình cười hỏi mê mơ là vô tình vầng trán nhẹ chút nàng đôi mắt đẹp rơi vào ninh thiên trên thân khuế miệng hơi cuộn lên thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng nhờ có phu quân này chiêu cũng là cho thiên mà giáo có một ít hòa hoãn thời gian kha kha vậy có phải hay không nên khen thưởng ta một hồi ninh thiên cười hắc hắc anh nữ đế đại nhân sững sờ một hồi nàng liễu mi hơi nhíu mà lên môi đỏ khẽ nhách thế nhưng là, ngươi không phải là vừa mới thế nhưng là ta khở lão bà à ngươi có nghe qua hay không một câu thiên cổ danh ngôn ninh thiên vừa nói một bên đem là vô tình một cái ôm vào trong lòng mê mơ cái gì thiên cổ danh ngôn? Là vô tình bị Ninh Thiên nắm ở trong lòng, nàng vẫn chưa thất kinh, ngược lại là có chút không rõ hỏi. bốn chữ ăn mãi không ngán. Ninh Thiên cười xấu xa, mê mơ, trong nơi này xem như thiên cổ danh ngôn. Là vô tình trên trán hiện lên từng sợi từng sợi hắc tuyến. Kha kha, tối thiểu, mà năm về sau ở ta Ninh ra sẽ trở thành thiên cổ danh ngôn. Ninh Thiên cười xấu xa, đòn lấy, cánh chính mình lão bà, sai người chạy trên quảng trường không ít đệ tử mới thấy cảnh này không khỏi là kinh ngạc cốt lê một tiếng trời ạ à, tổ sư lại ở gánh nữ đế đại nhân chạy mà lúc này lâm hạo từ một bên đi ngang qua nhìn thấy này một đám đệ tử không có từng va chạm xã hội giáng dấp hắn không khỏi bình tĩnh mở miệng đều yên tĩnh yên tĩnh không nên kinh hoàng cái này đây là tổ sư gánh nữ đế ở đoán luyện mà thôi đoán luyện thì ra là như vậy chẳng lẽ đây là tổ sư mạnh như thế bí quyết trong lúc nhất thời, chúng đệ tử suy đoán phong vân. Mấy ngày thời gian trôi qua, một đám thiên ma giáo đệ tử đều là nhìn thấy, tổ sư ở trong vài ngày này, càng ngày càng tinh thần, mà nữ đế đại nhân cũng là tươi cười rạng rỡ càng ngày càng đẹp. Trung Châu, chính đạo minh, vàng son lộng lẫy bên trong cung điện, chính thiên đại đế nhìn phía dưới chúng thế lực chi chủ, nhất thời nhíu mày lên. Vì sao Trung Quy cảm giác, ít người, mê mơ, lúc này, hắn phát hiện nghề đoan. Vì sao, ruộng cuồng, lại vô cực còn có lưu nhận cũng không ở trong miệng hắn nói tới ba người chính là hợp khí tông tùng vân môn cùng với kim sa trang ba cái thế lực chi chủ bây giờ tất cả mọi người nhưng chỉ có ba người này lại là không thể tâm hơi hồi minh chủ chúng ta không biết nghe nói lời ấy còn lại dư mười mấy người đều là lắc đầu một cái đồng thời trong lòng bọn họ cũng là bất an minh chủ bọn họ sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn đi bất ngờ cái này không thể nào chính thiên đại đế tự tin lắc đầu một cái hư lạnh một tiếng Mấy ngày nay ta vẫn vận dụng đến Niệm Thần Uy, căn bản liền không có đo lường đến khí tức lưu động, mấy ngày nay bên trong Thiên Ma giáo bên trong liền ngay cả một cái đệ tử bình thường đều không từng đi ra ngoài. Bọn họ Tam Tông, làm sao có khả năng có chuyện? Nghe vậy, mọi người dồn dập gật đầu, cũng là cảm thấy có chút đạo lý. Tới, Si Mị vóng lượng, hai người ngươi, đi cái này Tam Tông nhìn, bản đế ngược lại muốn xem xem, bọn họ đến tụ cùng có cái gì là gan, lại dám không nhìn ta? chính thiên đại đế vung tay lên lạnh giọng nói trong giọng nói hàn ý trong nhảy mắt để trong đại điện mọi người thân thể run lên chính thiên đại đế đây là có chút tức giận à? vâng minh chủ âm thanh vang lên hai đạo hắc ảnh biến mất ở trong đại điện sau đó mọi người chính là lo lắng chờ đợi sau một tiếng trong đại điện hai đạo khí tức tái hiện ra si mị vóng lượng như thế nào chính thiên đại đế lạnh giọng hỏi chuyện này hai người rơi vào thật lâu trầm mặc thấy cảnh này mọi người nhất thời giật mình trong lòng ẩn ước cảm giác thấy hơi bất an nói đến cùng xảy ra chuyện gì thời khắc này chính thiên đại đế sắc mặt cực kỳ khó coi Si mị vóng lượng hai người do dự một chút chậm rãi nói chúng ta đi tới tam tông chỉ thấy được khắc cả địa thi thể máu chảy thành sông vẫn chưa nhìn thấy một người tồn tại hơn nữa còn phát hiện mấy cái linh khí khác chứ thiên ma chuyển phát nhanh ký nhận vui vẻ bạn chuẩn bị xem bắt đầu chấn kinh nữ để lão bà ta vô địch tập 314, thiên ma chuyển phát nhanh ký nhận vui vẻ nghe được hai người bên trong đại điện tất cả mọi người sững sờ tại chỗ trong mắt bọn họ đều là đầy giấy vẻ nghi hoặc thiên ma chuyển phát nhanh là cái thứ gì hơn nữa tam tông đều lấy diệt t mọi người hít vào một ngụm khí lạnh tràn đầy sâu sắc không thể tin tưởng cái này tam tông bên trong đều là có hàng thật đúng giá thần đế cảnh cường giả a kỳ tông đệ tử trong môn phái trưởng lão lại càng là nhiều đến mấy vạn người thế nhưng là lúc này mới vẻn vẹn mấy ngày thời gian liền đều không thiên ma chuyển phát nhanh thiên ma chuyển phát nhanh chính thiên đại đế tự lầm bẩm đột nhiên đốn ngộ mắt bên trong hàn mang lấp lóe sắc câu dày đặc thiên ma giáo được lắm thiên ma chuyển phát nhanh hắn trong giọng nói tràn đầy sát ý toàn bộ bên trong đại điện lập tức liền che kín hàn xương tất cả mọi người đều là tại đây đại đế ai bên dưới run lẩy bẩy vào lúc này bọn họ cũng rốt cục hiểu được thiên ma chuyển phát nhanh không phải là đại diện cho thiên ma giáo a à. cái kia chắc chắn diệt tam tông hung phạm chính là thiên ma giáo thế nhưng là minh chủ không phải nói thiên vận đạo trưởng cẩn thận từng ly từng tí một xem chính thiên đại đế một chút hỏi chính thiên minh chủ ngươi không phải nói vận dụng đến niệm thần uy cảm giác thiên ma giáo à thế nhưng là vì sao hiện tại tam tông đều lấy diệt hắn lời này vừa nói ra xung quanh trùng thế lực chi chủ đều là dồn dập quăng tới nghi hoặc ánh mắt ồ oh, ngươi là đang chất vấn ta chính thiên đại đế trong lòng vốn là oa khí nghe được thiên vận đạo trưởng một câu nói này về sau nhất thời khó chịu mắt lại nhìn sang không không dám ta làm sao dám chất vấn minh chủ ngươi đây bị chính thiên đại đế như thế nhìn một lát thiên vận đạo trưởng trong ngáy mắt cảm giác mình phảng phất rơi trong hầm băng thân thể run lên bần bật liền vội vàng lắc đầu hừ chính thiên đại đế hư lạnh một tiếng hắn gắt gao cắn răng trong lòng đồng dạng là không thể lý giải hắn rõ ràng vận dụng đến niệm thần uy bao trùm thiên ma giáo phụ cận một khi có bất kỳ khí tức gì ra vào hắn đều có thể nhận biết được coi như là hai vị cửu kiếp đại đế ra tay cũng vô pháp chạy ra cảm giác à. chuyện này không nên á chính thiên đại đế cho mày sắc mặt có chút khó coi bất luận hắn làm sao suy nghĩ cũng không thể nghĩ ra cái như thế về sau trong đại điện rơi vào thật lâu trầm mặc nhân tâm kinh hoàng người người cảm thấy bất an ai cũng không biết thiên ma giáo đây là dùng loại gì thủ đoạn mới là lặng yên không hề có một tiếng động đen tan tông cho ăn trộm Giới tình huống này ai cũng không biết cái kế tiếp có hay không đến phiên bọn họ minh chủ đó lấy chúng ta nên làm gì có muốn hay không vì là tan tông báo thù một cái thế lực chi chủ cao mày hỏi báo thu làm sao báo cưu chính thiên đại đế không nhịn được trọn mắt chừng một cái nghe nói như thế hắn liền tức giận hư thần đại đế không xuất quan dựa vào ta chính đạo minh làm sao có khả năng là thiên ma giáo đối thủ hay là nói ngươi muốn cho ta cũng trộn vào hắn lạnh lùng nhìn người này hỏi ngược lại không không phải là ý này hừ hiện tại còn lại dư tông môn đều muốn sở hữu thủ hạ các đệ tử trưởng lão cũng mang tới chính đạo minh đến không nên bị thiên ma giáo những lũ tiểu nhân kia cho ăn trộm Chính thiên đại đế hư lạnh một tiếng, nhàn nhạt, nhạt, nói, hiện tại hắn có thể nghĩ ra ông đối phương pháp, cũng chỉ có thể là cái này. Vâng, tuân mệnh minh chủ, nghe nói như thế, điện bên trong tất cả mọi người là mãnh liệt gật đầu. Nếu minh bạch liền nhanh đi làm đi, là, vì vậy, thiên không ít thế lực, chính là nhìn thấy chính đạo minh dưới trường thế lực dọn nhà tràng cảnh. Đang lúc bọn họ nghi hoặc không rõ lúc, một cái chấn động tin tức truyền đến, chính đạo minh dưới trường Tam Tông, đều lấy diệt, không một người tồn tại tin tức này trong nháy mắt điểm bạo toàn bộ thiền tất cả mọi người đều là chấn động không ngớt cái này tam tông bên trong đều là có thân đế cảnh cường giả tồn tại á vậy mà liền như thế lặng yên không một tiếng động bị diệt hơn nữa mấu chốt nhất là dù cho tam tông bị diệt chính đạo minh vẫn không có bất kỳ cái gì tỏ thái độ duy nhất làm ra chính là đem dưới trướng sở hữu thế lực tụ tập ở cùng một nơi để ngừa lần thứ hai bị diệt điều này nói rõ đối với tam tông ra tay thế lực đủ khiến chính đạo minh kiên kỵ như vậy toàn bộ thiên chỉ sợ cũng chỉ có một thế lực có thể làm được đến thiên ma giáo người nào cũng chưa từng nghĩ đến thiên ma giáo vậy mà như thế cường đại thần châu thành thiên bảo các khánh khách một trận như chuông bạc dễ nghe thanh âm từ trong thư phòng chuyển đến không nghĩ tới thiên ma giáo lại có loại này năng lực liền ngay cả ta thiên bảo các thám tử cũng không đánh tìm được cái này tam tông là như thế nào chắc chắn diệt khánh khách thật sự là lặng yên không một tiếng động thiên mị khánh khách cười không ngừng mắt đẹp bên trong tinh quang hiển lộ hết đúng vậy à một bên đồ lão cũng là gật gù không nhịn được lắc đầu thở dài này thiên ma giáo thực tại là có chút vượt qua chúng ta tưởng tượng cũng không thiên mị lại là lắc đầu một cái sửa lại đồ lão nàng đôi mắt đẹp lấp lóe tinh quang thiên ma giáo vốn là cường đại bây giờ lại là có truyền kỳ tổ sư xuất hiện càng làm cho thiên ma giáo dệt hoa trên gấm truyền kỳ tổ sư đồ lão lẩm bẩm một tiếng thật sự là một cái thần bí nam nhân đúng thiên mị tiểu thư lúc này đồ lão lại là nói trong tộc đã dục người nhanh chóng trở lại ngươi cái này vung tay trưởng quỹ đã rất lâu trong tộc đám lão già này liên nhẫn lại không được à lúc này mới mấy năm mà thôi nghe nói lời này thiên mị có chút đau đầu vò vò đầu đối với trong tộc việc nàng vốn cũng không thích trưởng quản đủ lâu đồ lão cười khổ một tiếng ngươi không quay lại đi trong tộc các trưởng lão sợ là muốn điên đi quá đoạn thời gian liền trở về đi thiên mị khẽ gật đầu nàng rui cái lưng mệt mỏi trên người mặc quần đỏ đem cái kia ngạo nghễ vóc người phát họa vô cùng nhuần nhuyễn, nhuyễn cũng chơi đủ, mấy năm qua này cũng cho ta minh bạch, nhân tộc, thật sự là một cái thú vị chủng tộc. Khánh khách, lúc này, nàng nhìn hướng về đồ lão, lại phát hiện hắn một bộ muốn nói lại thôi dáng dấp. Liễu mi hơi nhíu, hỏi, đồ lão, ngươi còn có lời gì muốn nói, nói thẳng không sao, chuyện này, đồ lão trầm mặc một hồi, nhìn về phía thiên mị, việc này cũng không phải là ta tộc, mà là quãng thời gian trước hai vị vực ngoại đại đế sự tình. Tin tức này là từ thiên cơ các chảy ra, vực ngoại đại đế, thiên cơ các, thiên mị liễu mi hơi nhíu thi thào nhỏ nhẹ chẳng lẽ là cách xong các chủ truyền đến tin tức đồ lão nói một chút coi đến tôi cung là cái gì vậy hai vị bị giết phương ngoại đại đế chính là thiên không vực hư thần thiên cung người hơn nữa theo thiên cơ các tin tức hư thần thiên cung đem liên hợp chính đạo minh đối với thiên ma giáo ra tay hư thần thiên cung đem vận dụng sở hữu gốc gác đồ lão nhíu mày hẹp một mặt ngưng trọng nói hư thần thiên cung nghe nói như thế thiên mị một sát na hòa dùng thất sắc liễu mi nhíu chặt hư thần thiên cung gốc gác ra hết kia thiên ma giáo làm sao có khả năng ngăn cản được không được thiên mị trong mắt lóe ra một vệt tinh quang nhìn về phía đổ lão đổ lão ta muốn đi thiên ma giáo bạn chuẩn bị xem bắt đầu chấn kinh nữ để lão bà ta vô địch tập 315, tây châu thiên ma giáo chính đạo minh động tính thiên ma giáo mọi người tự nhiên biết rõ bất quá cũng chưa coi là chuyện đáng kể theo tổ sư nói mà nói lên để chính đạo minh những tên kia cùng không khí đấu trì đấu dũng đi ngược lại ở có phòng bị tình huống bọn họ vốn là sẽ không chủ động tấn công thấy đó thì thôi đạo lý, Ninh Thiên hay là hiểu. Thiên ma đại dược ruộng, không ít đệ tử trưởng lão đều là hội tụ ở đây, trong tay bọn họ đều là cầm một thanh cái sẻng, mắt bên trong đều có chút nghi hoặc. Tô Tùng trưởng lão, tổ sư gọi chúng ta đến, là vì chuyện gì à? Lâm hạo cái kia tiểu mập mạp, chỉnh ô một thanh cái sẻng, nhìn đại dược ruộng trong coi viên Tô Tùng hỏi. Ha ha, cho sau đó tổ sư đến, quê liền biết. Tô Tùng cười lớn một tiếng, trong giọng nói tràn đầy cảm giác thần bí nhìn cái này một mảnh dược điền hắn trong ánh mắt tràn đầy hưng phấn chính là bởi vì có tổ sư coi trọng thiên ma đại dược ruộng rốt cục có như bây giờ phồn vinh ô từng cái từng cái theo tổ sư về sau cũng trở nên thần thần bí bí nghe nói lời ấy lâm hạo chu chu mỏ nhỏ giọng thầm thì nhưng mà ngươi không có đôi thần bí một đạo thanh âm cô gái vang lên lâm hạo quay đầu lại nhìn một lát không khỏi là trong mắt lóe ra một vệt tinh quang kinh nghỉ nói lan sư tỷ ngươi tại sao trở về ngươi không phải là trấn thủ sơn hải thành à Xuân Hải Thanh đều không, mấy ngày trước đây sẽ trở lại. Lan lãnh lãnh tức giận hướng về phía Lâm Hạo trợn mắt chừng một cái. Anh ha ha, thì ra là như vậy. Lâm Hạo lùng túng gãi đầu một cái, sau đó nhìn chung quanh một chút, không khỏi là tốt kỳ hỏi. Lan sư tỷ, ngươi nói tổ sư đây là muốn chúng ta làm gì? Tập thể trồng rau à? Không biết. Lan lãnh lãnh lắc đầu một cái, dương dương trong tay sẻng. Thiên ma nông trường lớn, ngươi và ta đều là làm thuê người, chờ tổ sư đến đây đi. Đi. Đối với cái này, cứ việc Lâm Hạ ở Hiểu ki cũng chỉ có thể là lòng ngứa ngáy chờ Ninh Thiên tới. Quá một hồi, toàn bộ dự biển ra đã là hội tụ một nửa thiên ma giáo đệ tử, mỗi cái trong tay cầm sẻng. Ơm, um, mà lúc này, trên bầu trời, thái thượng trưởng lão loại người dồn dập từ thiên không hạ xuống. Giống, một tiếng sư hống, to lớn phong diễm sư vương cũng là từ một bên hạ xuống, nó chậm rãi ngồi sổ người xuống, Ninh Thiên từ hắn thân trên một bước nhảy xuống là tổ sư nhìn thấy hai người một đám đệ tử đều là hưng phấn trợn mắt lên tổ sư càng thêm tinh thần đây là đoán luyện chỗ tốt à xịt sự tình như thế cũng không phải là chúng ta có thể thảo luận một đám đệ tử đều là nghị luận sôi nổi thái thượng trưởng lão mấy ngày nay các người nghỉ ngơi làm sao ninh thiên cười nhạt nhìn về phía một đám trưởng lão vẫn được thái thượng trưởng lão cũng là xuân quang đầy mặt khuế miệng dương lên nụ cười vuốt vuốt tròm râu thở dài có mấy ngày nay kỳ nghỉ lão phu rốt cục rốt cục đem cái kia một quyển ngự nữ đồ xem xong Ai, không dễ dàng à? Chúng đệ tử, tất cả trưởng lão. Khắc, Ninh Thiên vội ho một tiếng thở dài. Thái thượng trưởng lão thật sự là càng già càng dẻo dai à? Bình thường thôi. Thái thượng trưởng lão khóe miệng hất lên nụ cười, cười híp mắt nhìn Ninh Thiên. Tổ sư, cần không muốn ta mua ngươi một quyền. Bên trong nội dung phong phú, không dối trên lửa dưới. Cái này mà, cá nhân ta là không cần, thế nhưng ta có một người bạn. Khu phụ, bao nhiêu tiền? Ninh Thiên vội ho một tiếng, đang hoàng trịnh trọng nói. Xem ở tổ sư trên mặt, năm ngàn linh tệ làm sao? Thái thượng trưởng lão duỗi ra năm ngón tay đầu, cười hắc hắc nói: "Quá đắt, một bách linh tệ thành dao." Nghe nói như thế, thái thượng trưởng lão một mặt không nói gì, đây không phải mặc cả, đây là một đao chém chết đi. "Cái này em sợ không được à, tổ sư?" Vậy, nhìn thấy một già một trẻ, dĩ nhiên đang vì một quyển ngự nữ đồ mà mặc cả, trong lúc nhất thời một đám đệ tử trưởng lão hai mặt nhìn nhau, biểu hiện quái lạ, khu phụ, nhân chi thường tình, dù sao, tổ sư cũng là người, một bên, một đám trưởng lão vội ho một tiếng. Kha kha, ngự nữ đồ, Lâm Hạo ánh mắt thả ánh sáng, nước miếng chảy dòng không chỉ, sắc phê, một bên, thấy cảnh này, Lan Lãnh Lãnh xì một tiếng, liếc Lâm hạ một chút, thế nhưng là, thế nhưng là tổ sư cúng, Lâm hạ bị liếc một chút, mười phần oan ức, vậy không giống nhau, tổ sư được kêu là người đứng đắn hành vi, Lan Lãnh Lãnh mười phần trăm chủ giáng dấp, nói xong về sau nàng lại là liếc Lâm hạ một chút, cho tới ngươi, à, hoàn toàn chính là lão sắc phê, Lâm Hạo sửng sốt, đây là người nào khó khăn, cũng là vào lúc này thái thượng trưởng lão ngựa nữ đồ rốt cục bị ninh thiên lấy một khối linh tệ giá trên trời cho mua lại cầm trong tay một khối linh tệ thái thượng trưởng lão cũng sửng sốt rơi vào sâu sắc hoài nghi tự mình Vừa, tổ sư dường như là nói một bách linh tệ đi lao khập các ngươi không muốn hiểu nhầm ta là vì một bằng hữu của ta mới mua lại cái này ngựa nữ đồ ninh thiên vội hong một tiếng một mặt bình tĩnh đem ngựa nữ đồ thu nhập tàng nạp giới nghe vậy một đám đệ tử cùng các trưởng lão đều là dây hiểu chút gật đầu nhưng đột nhiên bọn họ như là thấy cái gì giống như vậy hơi thay đổi sắc mặt lập tức hướng về phía ninh thiên không ngừng ngáy mắt một trận hò khan khu phụ khắc khắc mê mơ chư vị trưởng lão các người đây là bảy nhà thấy cảnh này ninh thiên khẽ nhíu mày không rõ nhìn mọi người khắc khu phụ nhưng mà một đám trưởng lão đệ tử như cũ là không ngừng ho khan nhưng vào lúc này một đạo thanh âm trong trẻo lạnh lùng vang lên chư vị trưởng lão xem ra thân thể các ngươi không quá giỏi nếu không bàn đế đưa các ngươi đi thiên ma yên bảo dưỡng tuổi thọ làm sao thiên ma uyên thế nhưng là thiên ma giáo bên trong diện bích hổ lỗ trì địa nghe nói lời ấy một đám trưởng lão đệ tử tiếng ho khan lập tức dừng lại nhất thời ngoan phải cùng con cừu nhỏ một dạng hừ là vô tình hừ lạnh một tiếng đi tới cái này thời điểm ninh thiên cũng rốt cục minh bạch này một đám trưởng lão vì sao phải hướng hắn ho khan nhảy mắt hắn gãi đầu một cái cười hắc hắc lão bà làm sao ngươi tối ăn à thiếu nói sang chuyện khác giao ra đây là vô tình liếc một chút ninh thiên cái này nha ninh thiên cười hắc hắc đến gần ở nàng cái kia vành tai bảng thuyết hai tiếng mai đến tận nàng vành tai nóng lên ừng đỏ thời gian mới là cười xấu xa lùi mở là vô tình mạnh mẽ lườm hắn một cái thật cũng không nói tiếp giao ra đây sự tình mà lúc này ninh thiên nhìn về phía một đám trưởng lão hỏi chư vị trưởng lão nên nói chính sự các ngươi có thể thu thập linh dược hạt giống hồi tổ sư chúng ta đều là thu thập không ít linh dược hạt giống một đám trưởng lão gật đầu sau đó đem từng người chuẩn bị linh dược hạt giống đều là lấy ra không sai ninh thiên đại thể nhìn một chút Linh dược hạt giống cũng có gần vạn viên, chư vị trưởng lão đem hạt giống phân phát cho đệ tử đi, chúng ta bắt đầu đen sở hữu hạt giống cũng cho gieo vào. Bạn chuẩn bị xem bắt đầu trấn kinh nữ để lão bà, ta vô địch, tập 316, sở hữu hạt giống cũng gieo vào. Nghe được Ninh Thiên, thiên ma giáo mọi người không khỏi là sững sờ một hồi, nơi này chính là có mấy vạn viên linh dược hạt giống á? Khổng lồ như thế số lượng, một lần loại xong, tổ sư đến tụi cùng muốn làm gì? Hâm mơ ôm, cũng gieo vào, Ninh Thiên cười gật đầu, vẫn chưa giải thích cái gì. Thiên ma giáo mọi người mặc dù hiếu kỳ, nhưng là vẫn chưa nói thêm cái gì, nắm lên sẻn sẻn sắt, chính là bắt đầu trồng linh dược hạt giống. Kha kha, lão bà, ngươi muốn cùng ta cùng một nơi loại à? Ninh Thiên không biết từ cái kia móc ra hai cái sẻn, hướng về phía lạc vô tình cười nói. Mê mơ, lạc vô tình khe ơ một tiếng, tiếp nhận Ninh Thiên đưa tới sẻn, có thể nhưng vào lúc này, nàng liễu mi hơi nhíu, nhìn về phía thiên không một chỗ, chăm mặc một lúc lâu về sau lại là đem sẻn cho trả lại. Có khí tức xuất hiện ở thiên ma giáo phụ cận, ta qua xe một chút nói xong nàng kiều thân thể nhất động bước vào trong hư không chớp mắt biến mất không còn tăm hơi thấy cảnh này ninh thiên không khỏi là sững sờ một hồi mắt nhìn thiên không về sau cuối cùng vẫn còn bỏ đi theo sau suy nghĩ sai người cầm sẻng cùng một đám đệ tử trưởng lão đầu nhập trồng thuốc bên trong thiên ma giáo trên khoảng không là vô tình từ trong hư không tái hiện ra nàng đôi mắt đẹp nhìn về phía một chỗ thản nhiên nói nếu đến hạ tất trốn trốn tránh tránh đâu đi ra đi khánh khách thanh âm trong trẻo lạnh lùng hạ xuống mấy giây về sau một đạo giống như như chuông bạc tiếng cười bỗng dưng vang lên tiếp theo hai bóng người hiện ra chính là thiên mị cùng đổ lão không hổ là thiên ma giáo nữ đế thực lực của nhiên cực cường thiên mị trong mắt lấy ra một vệt hơi ánh sáng đôi mắt đẹp rơi vào lạc vô tình trên thân bàn đế cũng không nghĩ đến thiên bảo các chủ cũng không tầm thường cơ thể bên trong đúng là ẩn tàng một luồng lên bản đế đều có chút kiên kỵ khí tức đây lạc vô tình nhàn nhạt, nhạt, nói nghe vậy thiên mị hơi thay đổi sắc mặt dù một cái sao lại là khôi phục trước thông dong nàng che miệng nở nụ cười quả nhiên là nhất vật mạnh nhất nữ đế bất kỳ bí mật cũng không trốn được người pháp nhãn vì lẽ đó thiên bảo các chủ đến ta thiên ma giáo không biết có chuyện gì Lạc vô tình một mặt lạnh nhạt hỏi khánh khách ta tới là cho thiên ma giáo mang đến một cái tin thiên mị lộ ra một vệt ý vị sâu cười dài cho ồ oh, tin tức gì nghe nói lời ấy là vô tình liễu mi hơi nhíu ánh mắt lạnh lùng nhìn lại không biết nô đề có từng nghe qua thiên không vực hư thần thiên cung thiên mị cười hỏi lạc vô tình khẽ gật đầu thiên không vực làm cửu vực bên trong khổng lồ nhất địa vực mà trong đó hư thần thiên cung lại càng là có lừng lấy đại danh thật sự là thực lực vượt xa các nàng thiên ma giáo dù sao thế nhưng là ở toàn bộ thiên cung vực nhân tộc thế lực xếp hạng tấp ba thế lực to lớn a chính thiên đại đế đã cùng hư thần thiên cung hư thần đại đế có hợp tác không ra hai ngày hư thần đại đế phá quan liền sẽ dốc hết toàn thiên cung đế cảnh trở lên cường giả hiệp trợ chính đạo minh diệt ngươi thiên ma giáo thiên mị không nhanh không chậm nói nghe nói lời ấy lạc vô tính sắc mặt mãnh liệt biến đổi trong con mắt tràn đầy ngưng trọng nhìn về phía Thiên Mị lời ấy thật là tự nhiên Thiên Mị khẽ gật đầu Thiên Cơ Các tin tức sợ là cửu vực bên trong chân thần nhất đi Thiên Cơ Các là vô tình sững sờ một hồi Thiên Cơ Các cửu vực tin tức lưu thông vị trí cơ bản không thể có tin tức giả tồn tại nàng rơi vào thật lâu trầm mặc cuối cùng mầm đầu lên nhìn về phía Thiên Mị cùng đổ lạo nhạt hỏi. ngươi vì sao muốn nói cho ta biết Thiên mị chỉ là cười lắc đầu một cái, rất nhanh, chính là cùng đổ lão ly khai. Trên vòng trời, là vô tình trầm mặc hồi lâu, cuối cùng mới là chậm rãi hướng về thiên ma giáo bên trong dựng điền hạ xuống. Dược biên, Ninh Thiên chính mang theo thiên ma giáo đệ tử gieo linh dược, nhìn thấy lạc vô tình xuất hiện, hắn dừng lại trong tay động tác, lập tức đi tới, cười nói, lão bà, làm sao, không có chuyện gì, chỉ là thiên mị các chủ lại đây nói một chút gần nhất hợp tác sự tình mà thôi, lạc vô tình lắc đầu một cái, biểu hiện lại là khôi phục trước bình tĩnh, người phụ nữ kia, Nghe nói lời ấy, Ninh Thiên có chút bất ngờ, khẽ gật đầu về sau, nói. Vậy ta tiếp tục mang theo các đệ tử gieo xuống linh dược. Nói xong, hắn sai người, chuẩn bị rời đi. Đợi một chút, mà lúc này, Lạc vô tình lại là kéo lại hắn. Lão bà, làm sao? Ninh Thiên nghi hoặc nhìn nàng. Phu quân, người trên mặt dính đất. Lạc vô tình sững sờ một hồi, cuối cùng vẫn còn không có đem thầm nghĩ nói nói ra, vươn tay ra lau sạch nhẹ nhẹ hắn mặt. Thấy cảnh này, một bên dược điền trung chính gieo linh dược mọi người, không khỏi một trận thổn thức cái này cái gì thế đạo loại cái ruộng còn muốn ăn thức ăn cho chó lão bà nhìn xoa xoa chính mình khuôn mặt lạc vô tình ninh thiên không khỏi là sững sờ một hồi trong lòng luôn cảm thấy có như vậy một chút không đúng nhưng là lạ ở chỗ nào lại là nói không được được đi thôi lạc vô tình nói khẽ nhìn dáng dấp này là vô tình ninh thiên rốt cục minh bạch chính mình lão bà là lạ ở chỗ nào đó chính là đột nhiên ôn nhu chợt hắn vội vã sờ sờ lạc vô tình cái chán lại là sờ sờ chán mình phu quân người đây là là vô tình liễu mi hơi nhíu không có bị sốt à làm sao lại đột nhiên ôn nhu đâu ninh thiên làm bà một tiếng chính mình lão bà có thể luôn luôn trong trẻo nhưng lạnh lùng lúc này ôn nhu sự tình giá khác thường tất có yêu nghe nói lời ấy là vô tình giật mình một hồi trên trán hiện lên vài sợi hắc tuyến sang bạc bên trong bỏ ra một chữ cút kha kha ninh thiên cười hắc hắc tiếp theo để lên trên tay sành hướng đi linh dược ruộng lại là bắt chuyện ăn giữa các đệ tử bắt đầu trồng linh dược nhìn hắn bộ dạng này là vô tình khóc cười không được mắt đẹp bên trong hiếm thấy hiện lên một vệt nhu hòa năng nắm tay nhỏ nắm chặt tựa hồ dưới quyết định gì mấy giờ sở hữu linh dược hạt giống đã là bị gieo xuống thiên ma giáo mọi người ánh mắt đều là rơi vào ở giữa nhất ninh thiên trên thân tổ sư cũng loại tốt thái thượng trưởng lão nói hâm ôm cũng tán ra một ít ninh thiên nhìn về phía mọi người nghe vậy thiên ma giáo mọi người trong nháy mắt xây hiểu tổ sư ý tứ là lui về phía sau hắn muốn bắt đầu tinh tướng chợt mọi người lui về phía sau tất cả mọi người lui ra rực điền ninh thiên nhìn về phía rực điền trong lòng lẩm bẩm một tiếng hệ thống sử dụng thiên phủ kỹ năng vạn mẫu dụng tốt gia tốc linh dược sinh trưởng đăng tại sử dụng thiên phủ kỹ năng vạn mẫu dụng tốt sử dụng thành công hệ thống thanh âm hạ xuống ninh thiên trong tay hiện lên một vệt ánh sáng màu xanh lam nhạt hắn nhẹ nhàng vung lên nhất thời ánh sáng màu xanh làm vung vái rực điền linh dược dưới đất chu lên tại mọi người nhìn kỹ dĩ nhiên là lấy mắt trần có thể thấy tốc độ ở sinh trưởng anh lớn lên lớn lên lập tức trở nên lão đại nha thấy cảnh này một đám đệ tử trợn mắt lên qua mấy chục phút sở hữu linh rực giải ra mà lúc này hệ thống thanh âm lần thứ hai vang lên túc chủ lựa chọn tăng thêm thuộc tính bạn chuẩn bị xem bắt đầu chấn kinh nữ để lão bà ta vô địch tập 317, làm hệ thống âm thanh vang lên trong nháy mắt mấy tăng thêm tuyển hạng hiện lên ở ninh thiên trước mắt tốc độ lực lượng linh khí hấp thu đợi một chút nhìn thấy những này ninh thiên không khỏi là sáng mắt lên hệ thống cung cấp mỗi một loại linh dược tăng thêm thuộc tính cũng vô cùng mạnh mẽ túc chủ lán ra tăng thêm thuộc tính lựa chọn mà lúc này hệ thống thanh âm lần thứ hai vang lên nhắc nhở ninh thiên lựa chọn thuộc tính cái này nha ninh thiên trầm ngâm một hồi đang hoàng trịnh trọng hỏi hệ thống tiêu hai tử mới làm lựa chọn đại nhân ta liền không thể tất cả đều muốn hệ thống trong ốc, trầm mặc hồi lâu quá một hồi hệ thống thanh âm lần thứ hai vang lên xen vào vốn túc chủ vô sỉ như thế, hệ thống ngoại lệ để ngươi toàn tuyển một lần. Ninh Thiên, làm hệ thống âm rơi, mấy tăng thêm hóa thành trùng sáng hiện lên ở Ninh Thiên trong tay. Thời khắc này, một đám thiên ma giáo đệ tử nhóm đều là nhìn thấy tổ sư trên tay dĩ nhiên hiện ra mấy đạo màu sắc khác nhau quang mang. Cái đó là, thấy cảnh này, một đám đệ tử trưởng lão đều là lộ ra một vệt nghi hoặc ánh mắt. Kha kha, Ninh Thiên thần bí cười cười, cũng không có quá nhiều giải thích. Thân hình hán khẽ nhúc nhích, một bước nhảy lên thiên khung. Tiếp đó, trực tiếp bắt đầu dùng linh dược tăng thêm, trong tay cái kia mấy đạo quang mang, vung hướng về toàn bộ dược điền. Toàn bộ quá trình đầy đủ kéo dài mấy phút đồng hồ, mấy phút sau, Ninh Thiên từ thiên không hiện lên, sau đó hắn cười hít mắt nhìn thiên ma giáo mọi người. Chư vị, linh dược này đã bị ta dùng thủ đoạn đặc thù thay đổi quá, kỳ linh thuốc bản thân dược tính đã mất đi hiệu lực, thay vào đó là một loại hoàn toàn mới tăng thêm. Hoàn toàn mới tăng thêm, nghe đến lời này, thiên ma giáo mọi người đều là xứng sờ, không hổ là tổ sư, còn có thể có loại này thao tác. Thời khắc này, thiên ma giáo mọi người mới là phát hiện, vốn nên kinh ngạc bọn họ, lại là nội tầm vững như lão cẩu. Dù sao, là tổ sư nha, cho thiên ma giáo mọi người ánh mắt hướng về linh dược trong dụ nhìn lại. Giờ khắc này linh dược điền trung, linh khí nồng nặc cùng cực, các loại quang hoa từ tán mà ra, từng cây linh dược bên trên có thiêu đốt đỏ thẫm chỉ diễm, có che kín làm sắc hàn xương, nhìn liền mười phần thần kỳ. Tổ sư, những linh dược này đều có cái gì tăng thêm mà? Thái thượng trưởng lão không nhịn được hiếu kỳ hỏi. Lời này vừa nói ra, một đám trưởng lão đệ tử con mắt trừng lớn như đồng linh, hiếu kỳ ánh mắt đồng loạt phóng tới. Cái này nha, Ninh Thiên thần bí cười cười, mua cái cái nút, liền cần chính các người đi khai quật, có hay không có vị nào dũng sĩ. Giống, Ninh Thiên còn chưa có nói xong, chính là nghe được bên cạnh phong diễm sư vương gào gư một tiếng, một giải khói chất vật chạy. Ninh Thiên, chúng trưởng lão đệ tử, một đám người sững sờ một hồi, đều là khóc cười không được. Xem ra, phong diễm sư vương từ lần trước làm thí nghiệm chuột bạch về sau, lưu lại rất lờn ám ảnh trong lòng à. Ta đến đây đi, tổ sư. Lúc này, thái thượng trưởng lão chủ động anh, xung phong nhận việc đi ra. Hắn dù gì cũng là một tôn thần đế cảnh cường giả, cũng không cho tới ăn tổ sư kẻ tạo linh dược liền đánh giám đi. Thái thượng trưởng lão của nhiên dũng cảm, xem ngự nữ đồ nam nhân, nói chuyện của nhiên kiên cường. Ta nhớ rằng phong diễm sư vương lần trước ăn tổ sư linh dược về sau, cả người bành trưởng đánh giám, không thể thái thượng trưởng lão cũng sẽ như vậy đi. Trước tiên tránh xa một chút, nhìn thấy thái thượng trưởng lão chủ động đi ra một đám đệ tử trưởng lão đều là nghị luận sôi nổi lùi ra sau khẽ dựa rất tốt ninh thiên nhìn về phía thái thượng trưởng lão cười hít mắt nói thái thượng trưởng lão người nghĩ trước tiên ăn thử một loại kia linh dược yên tâm ăn bất tử ạch nguyên bản tràn ngập sức lực thái thượng trưởng lão nhìn thấy ninh thiên cái kia cười hít mắt dáng vẻ lại là nghe được xung quanh đệ tử trưởng lão nghị luận trong nháy mắt hắn hoàng tổ sư trước tiên các loại ha hắn nói một tiếng tiếp đó vận chuyển linh khí bạo ù mấy tiếng thân công hộ thể trừ ta điều âm dương trong nhảy mắt hắn trên thân thể từng trận linh khí nồng nặc lưu chuyển trong thân thể linh khí không có gì ngăn trở làm xong tất cả những thứ này hắn vẫn chưa xong ở một đám đệ tử trưởng lão khiếp sợ dưới ánh mắt hắn từ tàng nạp giới lấy ra mấy trăm miếng giải độc đan dược sau đó một trận mãnh liệt nuốt nấc tổ sư ta tốt có thể bắt đầu rốt cục Nốt mấy trăm miếng giải độc đan dược thái thượng trưởng lão đánh một cái ơ no đối với ninh thiên nói ninh thiên thấy vậy không nói gì một hồi tiếp theo lắc đầu một cái chỉ vào phía kia dược điền chậm rãi nói người tùy ý chọn được rồi thái thượng trưởng lão ứng một tiếng chợt hít sâu một hơi một bộ thấy chết không sờn dáng dấp hướng đi phía kia dược điền ở thiên ma giáo mọi người nhìn kỹ thái thượng trưởng lão chậm rãi đưa tay đưa về phía cái kia thiêu đốt cái này hồng sắc liệt diễm linh dược bên trên khi hắn rút ra linh dược trong nháy mắt hỏa diễm tát hóa thành một đoàn hồng mang bao trùm ở linh dược phía trên Ung ngục thái thượng trưởng lão gian nà nuốt nuốt nước miếng một cái lấy hết dũng khí đem linh dược này nuốt vào trong đó ơm um, trong nháy mắt thái thượng trưởng lão trên thân thể một luồng liệt diễm thiêu đốt trong nháy mắt đem hắn cả người bao phủ trong nháy mắt thái thượng trưởng lão hóa thành một cái hỏa nhân thái thượng trưởng lão đậu phộng nhanh mang nước lại dập lửa nước quá xa ta có đi đái ta đi đái hoàng ta đến tuổi tắt hỏa diễm thấy cảnh này một đám đệ tử trưởng lão kinh hại đến biến sắc có chút thậm chí một lời không hợp liền muốn thoát quần chậm đã không nên gấp mọi người ở đây chuẩn bị có hành động thời điểm ninh thiên bình tĩnh thanh âm từ một bên vang lên nhìn là được khuế miệng hắn hơi hất lên chậm rãi nói nghe vậy một đám đệ tử trưởng lão mới là bỏ đi suy nghĩ ừm um, lúc này bị ngọn lửa bám vào thái thượng trưởng lão trợn mắt lên mừng rỡ không thôi ha ha thật sự sảng khoái lão phu cảm giác cả người có dùng mãi không hết lực lượng dùng mãi không hết lực lượng Nghe nói như thế, mọi người sững sờ một hồi. Một bên, Ninh Thiên giải thích nói, đây là họa chi lực của thực, có thể tạm thời đề bạt lực lượng, trưởng khống hỏa diễm. Mạnh như vậy, mọi người trợn mắt lên, nhìn về phía Thái Thượng trưởng lão. Hỏa diễm không ngừng thiêu đốt. Thái thượng trưởng lão thỏa thích sử dụng này cỗ lực lượng, trong lúc nhất thời toàn bộ thiên ma giáo bên trong truyền đến từng trận tiếng nổ vang. Quá một hồi, linh dược dược hiệu mất đi hiệu lực, hỏa diễm tiêu tan. Ha ha cáp, thật sự là thoải mái À. Thái thượng trưởng lão nụ cười rực rỡ, loại này lực lượng thật sự là kỳ diệu hoàn toàn không thuộc về tự thân lực lượng nhưng lại có thể thỏa thích sử dụng hắn cười lớn đi tới anh lúc này một đám nữ đệ tử kinh ngạc thốt lên một tiếng đều là quay đầu qua mê mơ thái thượng trưởng lão sững sờ một hồi đột nhiên gió lạnh thổi qua hắn chỉ cảm thấy một chỗ mát lạnh mãnh liệt phản ứng lại đậu phộng vừa liệt diễm đã đem hẳn y vật tốt sạch sành xanh xen ra con cần để lâm hạ bọn họ đoán tạo một ít đốt không số quần mới được điểm này còn chờ cải tiến thấy cảnh này ninh thiên sờ sờ cầm thì thào nhỏ nhẹ bạn chuẩn bị xem bắt đầu trấn kinh nữ để lão bà, ta vô địch. Tập 318, cho thái thượng trưởng lão ở trong lúc bồi dối mặc quần áo tử tế về sau, vị dũng sĩ này lần thứ hai bắt đầu. Rất nhanh, ở thái thượng trưởng lão các loại bị trò mèo dưới, Ninh Thiên cũng từng cái tìm tới những linh dực này tăng thêm khuyết điểm, đồng thời làm ra đối ứng điều chỉnh. Một đám thiên ma giáo mọi người cũng là nhìn thấy những linh dực này tăng thêm về sau cường đại. Hỏa diễm bám vào lực lượng, hàn băng dành cho đóng băng thuật. Thậm chí, còn có cuồng phong linh dược, một ít thực lực vẫn chưa đến thánh hoàng cảnh đệ tử dùng thuốc này trực tiếp có phi hành năng lực cái này từ các loại về mặt ý nghĩa mà nói tổ sư thay đổi những linh dược này cũng đạt đến nghịch thiên hiệu quả do đó tăng lên rất nhiều thiên ma giáo đệ tử chiến lực cha cha không hổ là tổ sư a à, thật không hổ là chúng ta thiên ma giáo thần một đám đệ tử trưởng lão đều là không nhị được lắc đầu cảm thán đúng vậy gần như liền những thứ này cần đoán tạo phối hợp đồ vật liên giao cho lâm hạo cùng với đoán tạo điện đi ninh thiên lầm bầm một tiếng tiếp theo đem sự tình bàn giao cho lâm hạo hướng về nhìn bốn phía nhìn lại là phát hiện từ lâu không có lạc vô tình thân ảnh mê mơ ninh thiên hơi nhướng mày trong lòng không khỏi căng thẳng vội vã là vận chuyển linh khí cảm giác bốn phía rất nhanh chính là ở thiên ma điện phương hướng nhận biết được vậy có chút khí tức quen thuộc hô hắn đây mới là hơi hơi thở một hơi tiếp đó đối với thái thượng trưởng lão loại người dặn dò một tiếng đem những linh dược này từng nhóm sắp xếp gọn về sau mới là một bước bước vào hư không lên đường ly khai thiên ma điện bên trong hư không hiện lên ninh thiên từ trong đó bước ra một bước xuất hiện ở bên trong đại điện mà là vô tình đang tại nơi này nàng dựa lưng vào bên trong cung điện cái kia hùng vĩ thạch trụ khẽ ngẩng đầu con người bên trong lộ ra một vệt mê man thấy cảnh này ninh thiên không khỏi là sững sờ một hồi lông mày hơi nhiều lên hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy chính mình lão bà xuất hiện ra loại thần thái này lão bà ninh thiên trong thanh âm mang theo một chút nghi hoặc ân lúc này là vô tình mới là phản ứng lại biểu hiện hiện lên một vệt hoảng loạn thế nhưng rất nhanh khôi phục như thường nàng chậm rãi mở miệng thanh âm trước sau như một trong trẻo nhưng lạnh lùng phu quân người linh dừa cũng đã làm tốt à mê mơ ninh thiên khẽ gật đầu tiếp theo đi tới nhẹ nhàng đưa nàng ôm vào lòng lão bà ngươi có vẻ như có tâm sự là vô tình trầm mặc một hồi môi đỏ khẽ nhách mười phần bình tĩnh nói chính đạo minh lại có động tác mới ở thiên ma giáo bắc bộ phụ cận ta hy vọng phu quân ngươi có thể mang theo ngươi dưới trứng thiên ma chúng đệ tử đi tới ồ chính đạo minh lại có động tác mới sao Ninh Thiên trong mắt lóe ra một vệt tinh quang, mê mơ, lạc vô tình vầng chán nhẹ chút, ân một tiếng. Thật sao? Ninh Thiên khuấy miệng hắt lên một vệt nụ cười, đón lấy, vươn tay ra nhẹ nhàng nắm cái kia trắng mịn cầm, nhẹ nhàng đem lạc vô tình mặt cười nâng lên. Hai người bốn mắt nhìn nhau, Ninh Thiên nhìn lạc vô tình, trầm giọng mở miệng, nói đi, đến tôi cùng là có cái gì gạt ta? Để ta mang theo thiên ma chúng đệ tử ly khai, chính là cái gì? Chi ra ta, lạc vô tình rời ra tầm mắt, Chầm mặc một hồi thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng nói ta có cái gì tốt gạt người bảo người đi người liền nhưng mà năng lời còn chưa nói hết khí tức quen thuộc trong nháy mắt để sát vào lại đây một cái miệng trong nháy mắt in lại môi đỏ ông ừ, lạc vô tình mặc dù đối với chuyện như vậy đã hết sức quen thuộc thế nhưng bị như vậy đột nhiên tập kích vẫn còn có chút hoảng loạn suýt chút nữa liền vô ý thức vận dụng linh khí đem ninh thiên đánh bay tốt nhẫn lại thêm hạ xuống ông ừ, em đột nhiên nàng mặt cười một mảnh dạng mây đỏ mà lên trợn mắt lên cái tên này lại lẻ lưỡi quá phận quá đáng nhưng rất nhanh ở ninh thiên mãnh liệt thế tiến công dưới năng thua trận quá một hồi hai người chăm chú ôm nhau thở dốc không thôi ninh thiên đắc ý nhìn sắc mặt còn có lưu lại ửng đỏ lạc vô tình đây là gạt lão công hậu quả nếu tay không từ từ nói xong tin hay không phi vô sỉ không biết xấu hổ lạc vô tình trên gương mặt xinh đẹp có lưu lại ửng đỏ đối mặt cái này vô sỉ phu quân nàng cũng không có chút nào phương pháp vì lẽ đó người hay là ngoan ngoãn nói đi ninh thiên nhìn trong lòng là vô tình chăm chủ nói là vô tình trầm ngâm hồi lâu thôi cuối cùng nàng thăm thầm thở dài nàng xem thấy ninh thiên chậm rãi mở miệng phu quân người nghe tà chậm rãi nói tỉ mỉ ninh thiên biểu hiện ngưng trọng cật gù chợt là vô tình đem sự tình ngọn nguồn nói tới mấy phút sau ninh thiên sắc mặt ngưng trọng cực kỳ toàn bộ trong đại điện bầu không khí trong né mắt trở nên mười phần trở nên nặng nề hắn nhìn hướng về là vô tình trầm giọng hỏi lão bà người xác định thiên mị cho người tin tức là thật à dù sao thiên mị chỉ có thể coi là một cái hợp tác đồng bọn năng tin tức cũng không thể tin hoàn toàn lại nói ninh thiên thật sự không nghĩ tới thiên mị vì sao phải đem tin tức này tiết lộ cho bọn họ có thể tin là vô tình vầng chán nhẹ chút nói khẽ thiên mị tin tức là từ thiên cơ các truyền đến thiên cơ các làm chín đại vực bên trong tin tức linh thông nhất thế lực bọn họ tin tức không có giả thiên cơ các sao ninh thiên rơi vào trầm mặc phu quân nếu là chỉ có chính đạo minh ta không sợ chút nào thế nhưng hư thần thiên cung còn hơn chính đạo minh phải mạnh mẽ hơn nhiều vì lẽ đó cho dù là ta cũng không giữ được thiên ma giáo vì lẽ đó người mang theo thiên ma chúng đệ tử đùng nàng còn chưa có nói xong ninh thiên chính là ở trên trán nàng gõ một hồi Thiên ma giáo giáo quy thứ 136 cái, thiên ma người, thiên ma hồn, tình huống như thế có thể nào chỉ lo trên chính mình đâu." Ninh Thiên âm thanh vang lên. Phu Quân, là vô tình sững sờ một hồi, binh để tường chắn, nước đến đất chặn, trong tuyệt cảnh có thể kích phát người tiềm lực nha." Ninh Thiên khóe miệng hát lên một vết nụ cười tự tin, chật vỗ vỗ Lạc Vô Tình vai nói, "Đừng nghĩ nhiều như thế, sống tạm không bằng không sống. Tin tưởng ta, có thiên ma giáo đệ tử, cùng ôm mốc quyết nhất tử chiến tâm." Nhìn Ninh Thiên khuấy miệng dương lên nụ cười tự tin, Lạc Vô Tình vốn có chút dao động tâm, lập tức trở nên kiên định, nàng chăm chú gật gù, "Hâm ôm, ta biết rõ phu quân, tốt tốt, đi làm đi." Ninh Thiên cười cười, một mặt ung dung giảng dấp, mê mơ, Lạc Vô Tình sai người ly khai. Mai đến tận nàng sau khi rời đi, Ninh Thiên nụ cười trên mặt trong nháy mắt tiêu tan, thay vào đó là một loại trước nay chưa từng có ngưng trọng. Hư Thần Thiên cùng gốc gác, cái kia cũng không biết là bao nhiêu tôn đại đế, loại này đối thủ, hắn chưa bao giờ từng gặp phải bất quá muốn hắn mang theo đệ tử chạy trốn hắn không làm được loại này bài cú cố sự có thể nào phát sinh ở trên người hắn hoặc là nhất chiến hoặc là chết rất đơn giản nếu đối phương lại đây vậy liền trực tiếp giết chết hô hắn hít sâu một hơi tiếp theo thân thể nhất động hướng về thiên mà giáo hậu sơn bay đi bạn chuẩn bị xem bắt đầu chấn kinh nữ để lão bà ta vô địch tập 319 hậu sơn linh khí nồng nặc nhất trì địa ninh thiên chậm rãi hạ xuống hắn biểu hiện ngưng trọng chậm rãi quẩy ra bàn tay, rất nhanh một tòa hắc sắc tiểu tháp xuất hiện ở trước mắt. Hiện tại, hắn duy nhất có thể nghĩ đến chính là phù đồ ma tháp bên trong cái kia một tôn khát máu ma tộc. Nếu như có thể dựa vào hắn lực lượng, hay là còn có thể có một tia chuyển cơ hội. Hô, Ninh Thiên hít sâu một hơi, tiếp theo linh niệm nhất động, tiến vào phù đồ ma tháp bên trong. Đen nhánh tiểu tháp bên trong, một vệt ánh sáng hiện lên. Nhìn đen nhánh không gian, Ninh Thiên không chút do dự nào, xoay người hướng về cái kia huyết sắc kết giới đi đến toàn bộ phù đồ mà tháp một tầng đều là theo hắn tốc độ mà từ từ được thắp sáng quá một hồi thân hình hắn dừng lại mà trước mắt đó là một mảnh đỏ thấm, nửa bước khó đi một cái hồng sắc kết giới xuất hiện ở trước mắt ninh thiên nhàn nhạt, nhạt nhìn hồng sắc kết giới cũng không phí lời trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói khát máu ma tộc ta cũng cần ngươi lực lượng muốn điều kiện gì ngươi đề kết giới bên trong giống như tính mịch quá hồi lâu trong kết giới ma khí bao phủ một con tinh hồng trì nhãn hiện lên ở ninh thiên trước mắt ma âm cũng là vào thời khắc này vang lên nhân tộc bản vương chính là khát máu ma vương có thể cũng không phải là trong miệng người khát máu ma tộc nói đầu tiên là sửa lại ninh thiên tiếp theo tiếp tục nói lực lượng ta là làm gì muốn mượn cho người lực lượng ma âm bên trong mang theo một tia xem thường chẳng lẽ ngươi không nghĩ ly khai cái này phù đồ ma tháp ninh thiên long mày hơi nhiều lên lạnh giọng hỏi bản vương lực lượng còn chưa triệt để khôi phục vì sao phải ra ngoài khát máu ma vương cười lạnh một tiếng kết giới kia bên trong cái kia một con tinh hồng nhãn cầu bên trong tràn đầy xem thường hùng chi có thể nhìn thấy trong nhân tộc thiên thần thể chết ở nhân tộc trong tay mình đối với bản vương mà nói là tốt sự tình vì sao phải giúp ngươi hè <laughs> hè vương nghĩ tới những cái ngu xuẩn nhân tộc đem nhân tộc bên trong số lượng không nhiều thiên thần thể giết chết còn lại mấy cái tộc mấy vị kia sợ là muốn cười điên đi ha ha cáp khát máu ma vương càng nghĩ càng hưng phấn viên kia tinh hồng nhãn cầu càng ngày càng to lớn mê mơ ngươi vì sao biết gió nghe được khát máu ma vương ninh thiên sắc mặt thay đổi cái này lão ma đầu lại có thể nghe phía bên ngoài nói đậu phộng các loại đây chẳng phải là hắn làm. Tựa như biết rõ Ninh Thiên suy nghĩ trong lòng, khát máu ma vương cái kia xem thường âm thanh vang lên. Đừng nghĩ nhiều, bản vương đối với các người nhân tộc loại này làm tình việc, có thể không làm sao quá hứng nổi. Do bẩn việc mà thôi, Ninh Thiên thở một hơi. Bất quá, khát máu ma vương lực lượng là dựa vào không. Tiêu tử loài người, tốt tốt sống sót, he he he. Khát máu ma vương không ngừng cười lớn. Hừ, Ninh Thiên hồ lạnh một tiếng, ánh mắt lạnh lẽo. Nếu để cho ta trưởng không cái này phù đồ ma tháp, lão tử đem ngươi từ bên trong tháp bắt được đến, phong ẩn đến vô tiểu bên trong. Yên tâm, ta thiên ma giáo đệ tử mua cái bốc lửa đi đái hoàng. Nghe vậy, khát máu ma vương lập tức liền trở nên trầm mặc. chuyên đến lý sự nghiền răng thanh âm. he he tiểu tử, ngươi hay là sống sót nói sao đi? Giải thích, cái kia tinh hồng nhãn cầu biến mất mà đi. xem ra khát máu ma vương là nhất định sẽ không tiến được giao dịch. Ninh thiên trầm ngâm một hồi, cuối cùng thở dài, sai người ly khai phù đồ ma tháp. Từ phù đồ mà tháp bên trong đi ra, Ninh Thiên liền đen thu lại, chặt lên đường, hướng về thiên ma giáo bên trong bay đi. Hắn hiện tại muốn làm, liền đem chuyện này tuyên chi cùng người khác. Hay là, chuyện này sẽ dẫn lên một ít đệ tử khủng hoảng, thế nhưng, hắn nhất định phải nói, bây giờ nói mới có thể làm cho thiên ma giáo chúng đệ tử. Tất cả trưởng lão nhanh chóng tiến vào chuẩn bị chiến đấu giai đoạn. Nếu không phải nói, chờ chính đạo minh cùng hư thần thiên cung kéo tới, chỉ sẽ tự loạn trận cước, không có phần thắng chút nào có thể nói. Nửa giờ sao? có thiên ma giáo đệ tử, trưởng lão, đều là hội tụ ở thiên ma giáo lớn trong sân rộng thiên ma giáo mấy vạn người ánh mắt đều là nhìn về phía giữa quảng trường nơi đó có hai bóng người tổ sư cùng nữ đế là bọn hắn thiên ma giáo tín ngưỡng trụ cột tổ sư nữ đế đại nhân triệu tập các đệ tử không biết có chuyện gì một bên thái thượng trưởng lão không rõ nhìn ninh thiên cùng lạc vô tình hai người vừa tổ sư nói phải đem các đệ tử triệu tập lại hắn liền đi hiện tại vừa nghĩ tổ sư vừa biểu hiện người phần ngưng trọng nhìn một lát liền không phải việc nhỏ có thiên ma giáo đệ tử trưởng lão đều là nhìn chăm chú lên ninh thiên ninh thiên vẫn chưa vội và nói chuyện hắn ánh mắt chậm rãi đảo qua các đệ tử cùng trưởng lão tất cả mọi người là cảm nhận được giờ khắc này tổ sư so với ngày thường hoàn toàn khác nhau trở nên càng thêm nghiêm túc ngừng trọng thời khắc này bọn họ cũng không khỏi trở nên khẩn trương lên lúc này ninh thiên chậm rãi mở miệng thanh âm hắn mười phần trầm trọng chứ vị nếu là có người muốn chắc chắn diệt ta thiên ma giáo các người có đáp ứng hay không không đáp ứng phía dưới một đám đệ tử rất mau trở lại đáp. Thế nhưng là, nếu là đối phương thực lực so với chúng ta cùng đại đâu? Rất nhanh, Ninh Thiên thanh âm lần thứ hai vang lên. Chuyện này, trong lúc nhất thời, chúng đệ tử không biết trả lời như thế nào. Như thường chơi hẳn nhóm, cái này thời điểm, mọi người ở đây đều là trầm mặc thời gian, một đạo bạo ung tiếng vang lên. Mọi người thấy, chỉ thấy lâm mạo sắc mặt đỏ lên, thần tình kích động, hắn chợt quát một tiếng. Sinh là thiên ma người, chết là thiên ma hồn. Quản hắn có mạnh hay không, phạm ta thiên ma, xa đầu cũng giết, như thường chơi hẳn nhóm. Đúng, như thường chơi hẳn nhóm làm nát ta thiên ma giáo đệ tử nguyện chết trận không muốn sống tạo rất nhanh tổ sư dưới trướng thiên ma chúng đệ tử phản ứng lại từng cái từng cái thần tính kích động tùy theo bạo hát càng ngày càng nhiều đệ tử bị nhen lửa trong lòng hỏa diếm mắt bên trong bạo phát trên ý hoặc là oanh oanh liệt liệt chết hoặc là sống tạo mà rất rõ ràng bọn họ lựa chọn người trước thấy cảnh này ninh thiên lộ ra thỏa mãn nụ cười phía sau lạc vô tình mấy người cũng là thở một hơi bất quá ta cũng nhất định phải các ngươi theo thiên ma giáo trung sinh tử, mỗi người đều có sống tiếp quyền lợi, tiến lên trước một bước người. ta tự mình đưa các ngươi ly khai thiên ma giáo, tốt tốt sống tiếp đi. Ninh Thiên chậm rãi mở miệng, nhìn mọi người. nhưng mà một phút đi qua, trên quảng trường mấy vạn người, không một người có tiến lên trước. thấy cảnh này, Ninh Thiên khóe miệng lộ ra một vệt vui mừng nụ cười, ánh mắt rơi vào trên người mọi người. phạn ta thiên ma giáo người, toàn bộ làm nát. phạn ta thiên ma giáo người, toàn bộ làm nát trên quảng trường thiên ma giáo quần chúng lên sục sôi thanh âm không ngừng vang lên thấy cảnh này là vô tình thở một hơi ánh mắt hơi kinh ngạc nhìn ninh thiên năng làm sao cũng không nghĩ đến chính mình phu quân dĩ nhiên chỉ dựa vào dăm ba câu liền đem quần tâm củng cố chết ai cũng sợ điểm này coi như nàng là thiên ma giáo giáo chủ nàng cũng vô pháp bảo đảm trong giáo đệ tử không sợ chết nhưng ninh thiên lại là làm cho bọn họ làm được chính thức không sợ tử vong hay là đây là ở tổ sư lâu dài dưới ảnh hưởng dẫn đến kết quả người khiết sợ là vô tình thu được khen thưởng mà lúc này, hệ thống thanh âm xuất hiện ở Ninh Thiên trong đầu. Bạn chuẩn bị xem bắt đầu chấn kinh nữ để lão bà, ta vô địch. Tập 320, hệ thống thanh âm, trong đầu vang lên. Người khiết sợ là vô tình. Khen thường nhất cổ tác khí đề bạt thể, sử dụng tấm thẻ này, lấy tự thân làm đơn vị, trong vạn mét, có thiên ma giáo đệ tử thực lực tạm thời tăng lên tới thánh hoàng cảnh, thời gian hạn chế vì là một ngày. Dùng hết hết hiệu lực, nhất cổ tác khí đề bạt thể, trong vòng một ngày, có thiên ma giáo đệ tử thực lực tăng lên tới thánh hoàng cảnh. Nghe được trong đầu, hệ thống vang lên thanh âm, Ninh Thiên ánh mắt sáng lên. Tuy nhiên đối với đại cục không được đại tác dụng, nhưng có thể trên trình độ lớn nhất, giảm thiểu thiên ma giáo đệ tử thương vong, không đến nỗi vừa chết sẽ chết một đám lớn. Chính thức phần thắng, còn nằm giữ ở trong tay hắn. Hô, Ninh Thiên thở một hơi dài nhẹ nhõm, mặc kệ thế nào, tối thiểu đây coi như là một tin tức tốt. Phu quân, ngươi làm sao? Nhìn thấy Ninh Thiên trầm mặc ở một bên, là vô tình không khỏi là liễu mi hơi nhíu, thân thiết nhìn sang thời khắc này thiên ma giáo từ trên sùng dưới mấy vạn người ánh mắt đều là rơi vào ninh thiên trên thân bọn họ ánh mắt bên trong có căng thẳng có không biết làm sao nhưng là cuồng nhiệt ninh thiên cũng là vào lúc này cảm nhận được áp lực thật lớn những đệ tử này những trưởng lão này đem chính mình mệnh triệt để giao cho hắn hô ninh thiên lần thứ hai thở một hơi dài nhẹ nhóm ánh mắt từ từ trở nên trở nên kiên nghị thời khắc này hắn thu lên sở hữu cột nhà thay vào đó là không gì sánh kịp mương trọng chư vị hiện tại ta và các người nói một chút chúng ta muốn đối mặt kẻ địch. Ninh Thiên nhìn quét mọi người, tiếp theo chậm rãi mở miệng, quá một hồi về sau, Thiên Ma giáo mọi người đều là trầm mặc, trên đại quảng trường giờ khắc này vô cùng yên tĩnh, tất cả mọi người biểu hiện đều là nghiêm túc, khi thế lẫm nhiên, sắc mặt đều có chút ngưng trọng. Thiên không vực, cục vực bên trong mạnh nhất nhất vực, nhân tộc tất ba thế lực càng lại trợ giúp chính đạo minh. Những đệ tử này trưởng lão nghi mãi mà không ra, nhưng Ninh Thiên cũng là vô tình nhưng trong lòng thì minh bạch, chính đạo minh hành vi vẻn vẹn chỉ là một cái thành thân cổ lộ tư cách mà thôi phi cái này chính thiên lão tặc thật không biết xấu hổ đánh không lại liền gọi người không nói võ đức cái này thời điểm ở tất cả mọi người trầm mặc thời gian lâm hạo mạnh mẽ xi một tiếng rông rống phong diễm sư vương cũng là gào gừ sắt tất huynh người cũng cho là như vậy lâm hạo hỏi rông đến phong diễm sư vương mãnh liệt gật đầu kha kha lâm hạo cười hắc hắc dựa vào phong diễm sư vương chân một người một thú ở nơi nào chửi bới chính thiên đại đế Ta nguyên rủ chính thiên đại đế sinh con không có cái kia, giống, chính thiên đại đế thật sự là một cái đại sát bút, giống, khụ khụ, cái kia, sát tất huynh ta không phải là đang nói ngươi, thấy cảnh này, trên quảng trường thiên ma giáo mọi người, thấy cảnh này, từng cái từng cái nhất thời khóc cười không được, trong lòng căng thẳng cảm giác lập tức liền tiêu tan rất nhiều, cả hai cái vai hề, Ninh Thiên khóe miệng hơi cuộn lên, cười lắc đầu một cái, phu quân, là vô tình dịu dàng đi tới. Nếu không phải là có ngươi, hiện tại chỉ sợ cũng không thể dễ dàng như thế. Nghe vậy, Ninh Thiên cười cười, nhẹ nhàng nắm ở nàng. Giờ khắc này, tất cả mọi người ánh mắt đều là rơi vào trên người hai người, dường như là thiên hợp tác phẩm ông ánh trói mắt. Quá một hồi, Ninh Thiên buông nàng ra. Tiếp đó, nhìn về phía thiên ma giáo mọi người, chậm rãi nói. Bắt đầu từ bây giờ, thiên ma giáo tiến vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Vâng, thiên ma giáo mọi người đều âm thanh cao uống, biểu hiện ngưng trọng. Lâm Hạo, đoạn trưởng lão, Lúc này, Ninh Thiên nhìn về phía hai người, lại mở miệng. Tổ sư, chúng ta ở. Lâm Hạ cùng một kẻ lão giả tóc trắng đi tới. Đoạn này trưởng lão, chính là đoán tạo điện điện chủ. Hai vị, hai ngày này liền chế tạo thiết nguyên khối giáp đi, cần phải để các đệ tử cũng lĩnh một bộ. Ninh Thiên nhìn hai người, chậm rãi nói. Thiết nguyên khối giáp có thể tăng nhiều phòng ngự cùng công kích. Đối với thiên ma giáo tổng thể thực lực đề bạt, cũng cực kỳ tốt. Đúng, Lâm Hạ cùng đoạn trưởng lão từng tầng gật gù. Đợi một chút, ngay tại hai người định lên đường thời điểm, Ninh Thiên gọi lại bọn họ. Mê mơ, hai người sững sờ nghi hoặc nhìn ninh thiên tổ sư còn có cái gì muốn bàn giao à ninh thiên vẫn chưa trả lời trong lòng mặc niệm một tiếng hệ thống sử dụng thiên phủ kỹ năng điêu luyện sắc xảo đang tại sử dụng điêu luyện sắc xảo sử dụng thành công làm hệ thống thanh âm hạ xuống ninh thiên trong đầu bắt đầu vận dụng điêu luyện sắc xảo cấu tạo linh khi đoán tạo đồ quá một hồi hắn trong mắt lóe ra một vệt kim quang nhìn về phía hai người hai người các người tới đây một chút lâm hạo cùng đoạn trưởng lão theo lời tới gần ninh thiên vươn tay ra trên tay một đoàn kim quang hiện lên nhẹ nhàng điểm ở hai người trên trán trong nhảy mắt hoa vào trong đó đây là thụ nghiệp giải thích nghi hoặc kỹ năng lĩnh ngộ trùm sàng ẩn chứa trong đó cấu tạo linh khí đoán tạo đồ tổ sư đây là lâm hạ cùng đoạn trưởng lão cảm nhận được trong đầu cái kia một thanh linh khí trường thương đoán tạo đồ không khỏi sững sờ một hồi nhìn về phía ninh thiên đây là ta nghiên cứu ra có thể phối hợp thiết nguyên khối giáp linh khí các ngươi cùng nhau chế tạo vâng Lâm Hạ cùng đoạn trưởng lão mừng rỡ không thôi, tổ sư không hổ là đoán tạo tông sư, lại có thể tại chỗ nghiên cứu chế tạo phối hợp linh khí. Hai người sau khi rời đi, Ninh Thiên nhìn về phía Thái thượng trưởng lão, nói: "Thái thượng trưởng lão, đem dược biển bên trong sở hữu linh dược cũng hái, từng nhóm phân phát các đệ tử." "Vâng, tổ sư." Thái thượng trưởng lão gật gù, cứ như vậy, cũng tản đi đi. Sắp xếp xong tất cả, Ninh Thiên vò vò Thái Dương huyệt, có chút mệt mỏi, không biết lúc nào, toàn bộ Thiên Ma giáo bắt đầu lấy hắn làm trọng tâm một đạo làn gió thơm kéo tới là vô tình đem ninh thiên đầu đặt tại trong lòng nhẹ giọng lầm bầm phu quân khổ cực mê mơ ninh thiên chỉ là ân một tiếng tựa đầu thỏ thích cho nở mềm mại chi trắng trợn không kiêng rè nghe cái kia là người có chút tả lòng khí tức sống hay chết liền xem hai ngày về sau hai ngày thời gian không ít trên trời thế lực đều là người được một tia cảm giác nguy hiểm tất cả mọi người đều là nhân tâm kinh hoàng phẳng phất sẽ có đại sự gì phát sinh tất cả bình tĩnh tựa như mưa to đến dấu hiệu trung châu chính đạo minh toàn bộ chính đạo minh đệ tử trưởng lão đều là hội tụ ở này đầy đủ sắc tới mấy trăm ngàn người bọn họ ánh mắt nóng rực nhìn về phía thiên không nơi đó chính thiên đại đế cùng với chính đạo minh 13 vị thần đế cảnh cường giả chính phủ không đạp lập ha ha cáp chính thiên đại đế nhìn trời cười to hắn trong ánh mắt tràn ngập sâu sắc vẻ hưng phấn hai ngày thời gian hư thần đại đế rốt cục phá quan mà ra hắn chờ đợi nửa năm đã lâu kế hoạch rốt cục có thể thực hiện ha 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 từ hôm nay lên thiên ma giáo sẽ không còn tồn tại chính thiên đại đế cười lớn chúc mừng minh chủ thanh trừ một cái đại địch thiên vận đạo nhân kính để nói chúc mừng minh chủ chúc mừng minh chủ chúc mừng minh chủ chúc mừng minh chủ phía dưới vô số đệ tử đều là chúc mừng chính thiên đại đế khuế miệng hất lên trong lòng thỏa mãn cùng cực đột nhiên hắn nhìn hướng về thiên không